Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 63. Thành thân, Lý Dục Thần ngơ ngác nhìn Ô Mộc Thiếp, chúng ta. Đúng thế, chúng ta, Ô Mộc Thiếp nói. Nhưng, trong lòng Lý Dục Thần chợt lóe lên một tia sáng, anh lắc đầu đã thành thân rồi. Tôi biết, cô ấy tên là Mộng Đình phải không? Ô Mộc Thiếp mỉm cười, lắc lư cái eo thon thả đến ngồi ở trước bàn đá, chống tay lên cảm và nhìn anh một cách trìu mến. Tôi chính là Mộng Đình đây. Lý Dục Thần chỉ cảm thấy cực kỳ choáng váng. Khoảnh khắc đó, anh đã không còn phân biệt được người phụ nữ trước mặt là Ô Mộc Thiếp hay là Lâm Mộng Đình nữa, hay cả hai người vốn thật sự là cùng một người. Không, không không, anh dùng sức lắc đầu thật mạnh, cô là Ô Mộc Thiếp. Cô không phải là Mộng Đình, bọn họ đã dùng hồn phách của Mộng Đình để đánh thức cô. Vì thế tôi vừa là Ô Mộc Thiếp và cũng vừa là Lâm Mộng Đình. Cô ta nói, một người là người mà anh yêu nhất ở kiếp trước, người còn lại là người mà anh yêu nhất ở kiếp này, hiện giờ cả hai người đều đang ở đây, lẽ nào anh sẽ không thích nữa sao? Tôi, những cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ lại thoáng hiện lên trong đầu Lý Dục Thần. Anh nhìn thấy cờ quạt trải rộng khắp nơi, che phủ cả bầu trời, nhìn thấy ngựa sắt kiếm vàng, cuồn cuộn như suối, nhìn thấy rồng rắn trỗi dậy, quái thú hoành hành, nhìn thấy kiếm khí ngang dọc, tiên Phật đây trời. Anh nhìn thấy bản thân, giơ cao kiếm huyền minh, chém giết trong đêm tối trước bình minh, nhìn thấy các huynh đệ xung quanh lần lượt ngã xuống, nhìn thấy xác chất thành núi máu chảy thành sông. Nhưng những hình ảnh vô cùng lộn xộn, không hề nhất quán này lại khiến anh vô cùng đau khổ. Từng khuôn mặt vụt qua trước mặt anh đều là những gương mặt rất quen thuộc và thân thiết. Từng tiếng gọi, giáo chủ, đó đã khiến anh cảm thấy đau từng khúc ruột. Tôi là ai? Anh ôm đầu rồi hét lên đây đau khổ. Ô Mộc Thiếp đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi khẽ nói dịu dàng, giáo chủ. Anh vĩnh viễn là giáo chủ của chúng tôi, cũng là người mà tôi yêu nhất. Hàng ngàn đời sau, trái tim này cũng sẽ không thay đổi. Giáo chủ, Lý Dục Thần ngơ ngác nhìn Ô Mộc Thiếp. Đúng thế, thánh giáo. Anh chính là cơ thể của hàng vạn thần thánh. Anh không nhớ sao? Thánh giáo, nhưng bọn họ nói là ma giáo, còn nói tôi là ma. Ha 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 ha, tiếng cười của Ô Mộc Thiếp giống như một chiếc chuông bạc, đó chẳng qua là do bọn họ đang ghen ăn tức ở mà thôi. Sự xuất hiện của anh đã thay đổi thế giới này, kéo bọn họ xuống khỏi thần đàn. Anh đã phá vỡ các quy tắc, phá vỡ kim tự tháp mà họ đã dày công xây dựng, để tất cả mọi người cởi bỏ xiềng xích, khiến cho vạn vật đều bình đẳng, không còn sự phân biệt đối xử và áp bức nữa. Những người trên đỉnh kim tự tháp đó hận không thể ăn thịt của anh, uống máu của anh. Bọn họ nói anh là thiên ma, nói những thứ anh dạy là ma giáo, nói rằng tất cả những người đi theo anh đều chính là ma quỷ. Mấy kẻ đó đều thích ngồi trước bàn, bày ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm, dùng giọng điệu của thiên đạo để chỉ trỏ trỏ người phàm hết cái này đến cái khác. Một khi có một người mạnh mẽ xuất hiện, bọn họ sẽ mời người đó vào bàn và nhập hội cùng bọn họ. Chỉ cần vẫn có người ngồi ở trên bàn, chỉ cần người phàm vẫn đủ nhiều thì bọn họ sẽ có rượu uống mãi không hết và bổng lộc hưởng mãi cũng không vơi. Anh có biết vì sao tôi lại thích anh không? Anh có biết vì sao những người huynh đệ đã cùng anh vào sinh ra tử đó lại có thể thề chết theo anh không? Đó là bởi vì anh đã làm được một chuyện cực kỳ vĩ đại. Ô Mộc Thiếp nhìn Lý Dục Thần không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi đã làm gì? Anh đã lật cái bàn đó lên luôn. Ô Mộc Thiếp nói xong thì cười phá lên, cười đến run tẩy cả người, cười đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn. Anh có biết khi anh hất cái bàn đó lên trông anh đẹp trai đến mức nào? Không, khi đó tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã âm thầm đưa ra quyết định, đời này nếu không phải là anh thì tôi sẽ không lấy chồng. Trong lòng Lý Dục Thần càng ngày càng hỗn loạn. Tôi thật sự là ma sao? Là ma thì có làm sao? Anh đã từng nói rằng, đúng, sai, yêu, nhược, mặc cho người khác bình luận, không cần phải quan tâm. Nếu thiên đạo có thể bao dung vạn vật vậy thì ma cũng một đạo. Nếu như thiên đạo không thể bao dung được, vậy lật đổ thiên mệnh, thay thế nó đi. Thay thế nó đi. Dường như có một tia sét chợt lóe lên thoáng qua trong đầu anh và mang theo một tiếng sấm chói tai. Đầu của Lý Dục Thần như muốn nổ tung, một số cổ vật trong máu đang thức tỉnh, máu của anh sôi sục giống như nham thạch ở dưới lòng đất, muốn phun ra từ thất khiếu sao của anh. Sao thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Anh biết đây chính là dấu hiệu cho sự thức tỉnh hoàn toàn của huyết mạch thiên ma. Tuy nhiên, dường như có một cỗ lực lượng thần bí khác đang trấn áp huyết mạch của thiên ma, ngăn cản nó thức tỉnh.
Hai cỗ lực lượng này đang tranh đấu với nhau trong cơ thể anh, giống như hai con rồng đang chiến đấu. Lý Dục Thần cảm giác như cơ thể của mình sắp bị xé nát. Tôi là giáo chủ của Thánh giáo. Vậy tại sao bọn họ lại muốn giết hại mẹ của tôi? Là ai đã giết hại cả gia đình tôi? Là ai đã giết bố mẹ của tôi? Hiện giờ mẹ tôi đang ở đâu? Ô Mộc Thiếp đi đến bên cạnh Lý Dục Thần rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô ta dùng cơ thể của chính mình để trấn an huyết mạch và linh hồn đang kích động của anh. Dục Thần. Giọng nói của cô ta giống như một yêu nữ cố xưa, nhưng giọng điệu lại rất giống Lâm Mộng Đình. Thần tí của Lý Dục Thần đã sớm mơ hồ nên anh chỉ có thể cảm nhận được máu đang chảy cuồn cuộn. Anh ôm lấy Ô Mộc Thiếp rồi ngã nhào xuống tấm thảm hoa mềm mại. Mộng Đình, Ô Mộc Thiếp, anh kêu lên một cách ngẫu nhiên. Mây đen đột nhiên giăng kín cả bầu trời, một tiếng sấm sét vang dội truyền đến từ những đám mây dày đặc. Lôi kiếp, vẻ mặt của Ô Mộc Thiếp cực kỳ hoảng sợ. Cô ta dùng sức đẩy Lý Dục Thần, mau đứng dậy đi, lôi kiếp của anh đến rồi. Lúc này Lý Dục Thần vẫn đang hành động như một kẻ điên, anh hoàn toàn không thể nghe được lời Ô Mộc Thiếp nói và cũng hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Ô Mộc Thiếp đẩy anh mấy lần nhưng vẫn không đẩy được, một tiếng thít vang lên, trái tim của cô ta đã tan chảy ở trong lòng bàn tay của anh. Sấm sét cuồn cuộn ở trên bầu trời và trong những đám mây tràn ngập những tia sét dày đặc. Gió gào thét và mưa rơi dữ dội. Hoa bay loạn khắp nơi, bướm cũng hoảng loạn. Từng cơn choáng váng ập thẳng vào đầu Lý Dục Thần. Anh muốn xông pha ra khỏi thế giới dày đặc sương mù đó nhưng lại bị say đắm và lưu luyến bởi sự dịu dàng, ôn nhu này. Dường như có một luồng sức mạnh thần bí phảng phất truyền đến từ phía hư không, quấn chặt lấy anh từ bốn phương tám hướng rồi kéo anh đi. Anh đang rơi xuống, rơi vào lò dung nham nóng hổi. Trong khoảnh khắc đó, dường như cái chết đang đến rất gần. Anh nhìn thấy tử thần, một tử thần vui vẻ. Tử thần vung cái liềm lên đập nát núi lửa, cắt một con đê khiến dung nham phun ra ngoài, tràn qua bờ đê như nước lũ. Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống. Và rơi xuống lưng của Lý Dục Thần. Đột nhiên anh giật mình và thoát khỏi vòng tay của tử thần, đột nhiên cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo ngay lập tức khi ở trong cơn lũ dữ dội đó. Những luồng tia sét này còn mạnh hơn cả số những tia sét mà anh đã trải qua trong cả hai lần lịch kiếp. Dường như những tia sét đó không hoàn toàn muốn tấn công anh, dòng điện chạy về mọi hướng như thể đã gặp phải vật cản rồi sau đó đã giáng xuống người Ô Mộc Thiếp. Lý Dục Thần nhìn thấy vô số dòng điện đang quấn quanh người Ô Mộc Thiếp, còn cô ta thì đang không ngừng run rẩy. A! À, trong giọng nói của Ô Mộc Thiếp lộ ra sự đau khổ nhưng dường như lại giống như đang khao khát điều gì đó. Dục Thần! Lúc này Lý Dục Thần mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết lần lịch kiếp thứ ba của anh đã đến. Đại sư huynh nói anh liên tục gặp phải hai lần lịch kiếp không phải là chuyện tốt, nhưng lại không ngờ rằng lần lịch kiếp thứ ba lại còn đến nhanh hơn mà không hề có bất kỳ cảnh báo nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh muốn đứng dậy nhưng lại bị Ô Mộc Thiếp ôm chặt lấy. Dục Thần, anh đừng đi, đừng để ý đến lôi kiếp, tôi sẽ giúp anh ngăn cản chúng. Anh cảm thấy cơ thể mình không bị hút chặt nữa. Dường như có thứ gì đó trong máu đang chảy về phía Ô Mộc Thiếp để thu hút thiên lôi. Sấm sét vang dữ dội, từng đợt tia sét xuyên qua cơ thể anh rồi tấn công Ô Mộc Thiếp. Lý Dục Thần hiểu rằng, Ô Mộc Thiếp đang dùng một phương pháp đặc biệt để giúp anh chịu đựng thiên kiếp. Nếu như không có Ô Mộc Thiếp thì với uy lực lần này của lôi kiếp mà không có sự chuẩn bị nào, có khả năng anh sẽ không thể vượt qua được. Mưa gió dữ dội, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp bổ xuống rối tiếp nhau. Không biết đã trải qua bao lâu nhưng Lý Dục Thần đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cho dù Ô Mộc Thiếp đã giúp anh chịu đựng phần lớn sức mạnh của sấm sét nhưng cơ thể anh cứ như bị hút hết sinh khí vậy. Ngay tại lúc đó mưa, gió đột ngột dừng lại, sấm chớp biến mất, vạn vật chìm vào trong bóng tối. Một đám mây đen khổng lồ hình cái phễu đã che kín cả bầu trời, chặn hết toàn bộ ánh sáng. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn lên, anh có cảm giác như cả bầu trời sắp sụp xuống. Cửu Thiên Thần Lôi. Ô Mộc Thiếp cực kỳ kinh hãi. Ô Mộc Thiếp lật người, trực tiếp đè Lý Dục Thần xuống dưới người. Không. Lý Dục Thần phản kháng. Anh biết Ô Mộc Thiếp muốn làm gì. Cô ta muốn hoàn toàn ngăn chặn lôi kiếp thay anh. Nhưng anh vốn đã kiệt sức ở trong trận lũ lụt lôi kiếp đó, cơ thể đã rồng tuếch, mất hết sức lực từ lâu. Đừng nhúc nhích, Dục Thần. Ô Mộc Thiếp đè Lý Dục Thần xuống rồi lớn tiếng nói. Nghe tôi nói, bây giờ anh phải nghe tôi nói này.
những tia sấm sét này sẽ dẫn đến việc hủy diệt không gian, anh không ngăn cản được đâu. Nhưng tôi sẽ không để anh chết. Khó khăn lắm anh mới có thế chuyến thế, tôi tuyệt đối sẽ không để anh chết. Kể từ sau khi anh chết, Thánh giáo đã tan rã từ lâu, Minh Vương đi đến biển Trầm Quang, Lục Tây Phu ở núi Vô Cấu, Nữ Vu Nguyên Thủy ở đảo Linh Lung. Mỗi người bọn họ đều làm chủ một phương, nhưng tôi biết trong số bọn họ có một kẻ phản bội. Anh có thể đi tìm Minh Phó, anh ta là một người trung thành với anh, nhất định anh ta sẽ biết kẻ đó là ai. Ngoài ra, trên thế giới này vẫn còn một kẻ thù lớn nhất nữa. Ô Mộc Thiếp còn chưa nói xong, trên trời đã truyền đến một tiếng động lớn. Như thể cả bầu trời đã bị nứt ra. Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống, ánh sáng trắng chói lóa nuốt chửng cả không gian. Không biết từ lúc nào mà trong tay Ô Mộc Thiếp lại có thêm một lá cờ màu trắng. Lá cờ tung bay trên đầu cô ta, chặn lại tiếng sấm vang xé trời. Tia sét rơi xuống lá cờ rồi lan ra khắp nơi. Không gian bắt đầu bị chôn vùi từng chút một. Mọi thứ xung quanh cũng đang chậm rãi biến mất. Không gian ba chiều đang bị không gian hai chiều nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại khoảng trống dưới lá cờ mà Ô Mộc Thiếp đang chật vật chống đỡ. Trên mặt Ô Mộc Thiếp lộ ra vẻ đau đớn, cô ta giơ cao hai cánh tay đang không ngừng run rẩy. Tia sét đó vẫn còn ở đó, nối tiếp mãi không ngừng, như thể có nguồn năng lượng vô tận. Bốn bề xung quanh tối mịt, chẳng còn bất cứ thứ gì cả. Lý Dục Thần muốn giúp đỡ nhưng anh hoàn toàn không có chút sức lực nào. Anh nằm ở đó, cảm giác như bản thân đã biến thành một tờ giấy mỏng manh và đang vặn vẹo ở trong hư không. Không gian còn dư lại càng ngày càng nhỏ, dường như Ô Mộc Thiếp đã hạ quyết tâm, hai tay đột nhiên buông xuống rồi quấn lá cờ quanh người Lý Dục Thần. Mà cơ thể của cô ta lại lộ ra ở giữa những tia sấm sét. Đùng! Một tia sét lớn giáng xuống người cô ta. Lý Dục Thần nhìn thấy cơ thể cô ta trở lên vô cùng thánh thiện ở trong ánh sáng trắng. Dục Thần, đưa tôi về nhà. Lý Dục Thần nghe được giọng nói của cô ta nhưng anh vẫn không biết đây là Ô Mộc Thiếp hay là Lâm Mộng Đình. Anh bị bao bọc trong một khoảng hư không màu trắng mềm mại, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, như thể anh đã trở về trong bụng mẹ để chờ đợi sinh mạng mới. Thời tiết ở Thiên Trì trên núi Bạch Đầu đột nhiên chuyển biến xấu, các du khách vui lòng không đi lên núi. Dưới chân núi Bạch Đầu, đài phát thanh của trung tâm du lịch danh Lam Thắng Cảnh đang phát thông báo. Các du khách phàn nàn, nhưng mây đen và mưa lớn khiến bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành phải trốn vào trung tâm du khách để trú mưa, đợi tạnh mưa rồi mới có thể tiếp tục lên núi chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Thiên Trì. Nhưng cơn mưa này vẫn rơi mãi không chịu ngừng. Các du khách dưới chân núi nghe thấy tiếng sấm vang rền nhưng những gì nhân viên ở trạm quan sát trên núi nhìn thấy chỉ là những tia chớp màu trắng giáng xuống mặt hồ. Cảnh tượng như thế khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mãi đến chiều tối, sông tố mới chịu ngừng lại. Hiển nhiên các du khách không thể lên núi nên chỉ có thể rời đi trong hầm hực, ngay cả các nhân viên trong khu danh Lam Thắng Cảnh cũng chỉ kiểm tra đơn giản một lần thì đã tan ca. Chỉ còn sườn phía đông thuộc Cao Ly là vẫn còn nhân viên làm việc chăm chỉ để sửa chữa đường cáp treo. Một nhân viên bảo trì đường cáp treo nhìn thấy có thứ gì đó nổi trên mặt hồ, đột nhiên kinh ngạc hét lên. Nhìn kìa, đó là cái gì? Mặt hồ đặc biệt trong sạch sau cơn mưa, giờ đây đang phản chiếu ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn nên đã tạo ra một cảm giác rất huyền ảo. Nhưng lúc này lại có một người nổi lên ở trên mặt hồ, hoặc ở trong mắt bọn họ thì đó chính là một thi thể. Khi Lý Dục Thần nhàn nhã tỉnh dậy, anh đã phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường chắc chắn. Đây là một căn phòng rất đơn giản nhưng sạch sẽ, có cửa sổ bằng gỗ và một chiếc bàn viết kiểu cũ ở phía trước cửa sổ. Anh ngơ ngác nhìn ánh đèn trên trần nhà, không biết hiện giờ bản thân đang ở đâu. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một người phụ nữ bước vào. Vưu huynh, Lý Dục Thần ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Nhưng dường như người phụ nữ đứng ở cửa lại bị giật mình, chiếc bát trong tay rơi xuống đất kêu cạch một tiếng, nước thuốc vương vãi khắp sàn, cả căn phòng tràn ngập mùi thảo dược nồng nặc. Anh, sao anh biết Vưu huynh? Cô ta hỏi và nhìn anh bằng vẻ mặt hoảng sợ. Cô... Cuối cùng Lý Dục Thần cũng nhận ra người phụ nữ này không phải là Vưu Hinh, chỉ là dung mạo có hơi giống nhau một chút mà thôi, rõ ràng cô ta lớn hơn tuổi với Vưu Hinh và trên gương mặt của cô ta cũng không có sự ngây thơ trong sáng và vui vẻ của Vưu Hinh. Cô là ai? Tôi tên là Aina, người phụ nữ đứng ở cửa do dự một chút rồi nói, anh nói đi, vì sao anh lại biết em gái của tôi? Lý Dục Thần ngây ngốc ngay tại chỗ. Aina, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khác. Người đó đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, Aina trả lời.
Một người đàn ông đi đến trước cửa, nhìn thấy bát thuốc vỡ vụn trên mặt đất liền phàn nàn, ai na, em làm kiểu gì vậy? Ngay khi Lý Dục Thần nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó đã há hốc miệng ra, khiếp sợ nói không nên lời. Điều bất ngờ là người đàn ông này lại chính là Ba Kỳ Lan tương đương anh trai của Vưu Huynh. Lý Dục Thần mở miệng, suýt chút nữa đã gọi tên của anh ta. Em xin lỗi anh, Ai Na ngồi xổm xuống nhặt chiếc bát vỡ trên mặt đất lên, nhưng lại đứng ở cửa không chịu rời đi mà chỉ kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Ba Kỳ Lan đi vào phòng, nhìn Lý Dục Thần rồi nói, chàng trai trẻ, trông anh có vẻ ổn rồi đấy, nhìn anh như thế này thì chắc đã khôi phục kha khá rồi. Anh là người ở phía bên kia nhỉ, lên núi du lịch mà gặp phải thời tiết xấu như vậy, đúng thật là xui xẻo mài. Anh ta nói rồi đưa một mảnh vải màu trắng đã cuộn lại cho Lý Dục Thần. Khi tôi cứu anh, trên người anh chẳng có gì ngoài mảnh vải này. Tôi nghĩ có lẽ nó có ý nghĩa kỷ niệm nào đó đối với anh chăng, trả lại cho anh này. Lý Dục Thần nhận lấy tấm vải trắng. Ba Kỳ Lan lại nói thêm, quần áo hiện giờ anh đang mặc là của tôi, vóc dáng của tôi cường tráng hơn anh một chút, dù không vừa người anh lắm nhưng cứ mặc tạm đi. Vùng của chúng tôi rất nghèo nên chỉ có thể làm như vậy thôi. Lý Dục Thần nở một nụ cười với anh ta. Anh mở tấm vải trắng ra, trên đó có vẽ những hoa văn kỳ lạ, ở góc còn có hai chữ, Linh Lung. Anh biết đây chính là lá cờ cuối cùng mà U Mộc Thiếp đã dùng để cứu anh. Hoa văn ở trên đó nhanh chóng khiến anh nhớ đến một lá cờ khác là lá cờ U Minh Quỷ mà anh lấy được từ trong tay Quỷ Vương. Hai lá cờ rất giống nhau, chỉ là một lá cờ màu đen còn một lá cờ màu trắng, hoa văn trên đó cũng có mối tương quan nhất định. Mà điều khiến Lý Dục Thần hưng phấn chính là, trên lá cờ này còn có một ít hồn phách. Đó là của U Mộc Thiếp và cũng là của Lâm Mộng Đình. Ba Kỳ Lan thấy anh ngẩn người thì nghĩ rằng anh đang tiếc nuối vì đã đánh mất thứ gì đó, bèn đi đến rồi vỗ vai anh một cái rồi nói, còn có thể sống là tốt rồi, người anh em, anh sẽ gặp may mắn thôi. Anh ta vừa nói xong thì liền bước ra ngoài. Thấy Ai Na vẫn còn đứng ở cửa liền mắng, Ai Na, sao em vẫn chưa đi lấy thuốc khác thế? Đúng thật là, Ai Na im lặng đi theo Ba Kỳ Lan ra khỏi cửa nhưng lại đột nhiên quay đầu lại và nói với Lý Dục Thần. Em gái Vưu Hinh của tôi đã chết đuối ở Thiên Trì từ khi còn rất nhỏ rồi. Lý Dục Thần mơ mơ hồ hồ vượt qua tam trọng lôi kiếp. Anh không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bởi vì Ô Mộc Thiếp đã giúp anh chặn lại hơn một nửa năng lượng của tam trọng lôi kiếp này, còn về cửu thiên thần lôi cuối cùng, không gian bị chôn vùi là nhờ có sự bảo vệ của cờ trắng mới có thể giúp anh tránh khỏi thảm họa ấy. Thân thế vốn không hề được lôi kiếp gột rửa. Vì thế sự gia tăng sức mạnh thể chất và năng lượng pháp thân của anh là rất ít. Nhưng cảnh giới thật sự đã tăng lên. Các pháp thuật cấp cao hơn cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như độn thuật. Tam trọng lôi kiếp mang theo không gian kiếp sẽ gặp phải thuật chôn vùi không gian. Sau khi vượt qua không gian kiếp thì sẽ có thể bỏ qua các rào cản của không gian và đi xuyên qua lại trong hư không còn nhanh hơn cả bay. Đương nhiên, điều này cần có sự chống đỡ của pháp lực và thần thức. Với năng lực hiện giờ của Lý Dục Thần, một bước 10 dặm thì vẫn còn có thể nhưng nhiều hơn thì sẽ không được nữa, hơn nữa cũng không thể sử dụng liên tục. Còn về cửu thiên thần lôi, Lý Dục Thần cũng không hiểu lắm. Trong cửu kiếp thiên thư có nói, cửu thiên thần lôi sẽ chỉ xuất hiện dưới tình huống cực đoan, thường là do sự tích lũy của độ kiếp quá lớn, ví dụ như nhị sư huynh, trúc cơ trăm năm, một độ bốn kiếp thì cửu thiên thần lôi mới rơi xuống. Nhưng lần này của anh cách lần trước quá gần. Theo lý mà nói thì năng lượng của kiếp nên rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại chọc đến trời, khiến trời lại muốn dùng cửu thiên thần lôi để tiêu diệt anh. Thuận lợi vượt qua tam trọng kiếp đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là tứ trọng kiếp tiếp theo phải làm sao? Điều này cũng giống như việc tham gia một kỳ thi, dựa vào việc gian lận đã vượt qua bài kiểm tra cấp 4 nhưng sau đó khi cần phải làm bài kiểm tra cấp 6 thì vượt qua kiểu gì? Xét theo năng lượng của lần độ kiếp thứ 3. Thiên đạo thực sự muốn đánh nổ tung anh thành từng mảnh. Tí Dục Thần nhìn căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng lại gọn gàng và ấm áp này lần cuối tồi sau đó lặng lẽ rời đi. Từ trên không trung nhìn xuống, đây là một thôn làng nhỏ yên tĩnh, nằm ngay dưới chân núi Bạch Đầu, tựa núi nhìn sông, được bao quanh bởi bầu không khí yên bình. Gia đình của Vưu Hinh nhìn qua cũng không hề giàu có. Chị gái Ai Na của cô ta nhân viên quản lý của khu cảnh quan núi Bạch Đầu, anh trai Ba Kỳ Lan là kiểm lâm. Họ đều là những người công nhân bình thường. Nhưng Lý Dục Thần cũng không thể giúp được cái gì, hiện giờ anh không còn một xu dính túi. Hơn nữa nơi đây là Cao Ly, nếu thật sự muốn để lại một khoản tiền thì chưa chắc đó sẽ chuyện tốt cho hai anh em bọn họ.
Anh khẽ thở dài, bước thêm một bước đã cách xa 10 dặm. Lại đi thêm một bước thì đã đến trên núi Bạch Đầu. Thiên trì nằm lặng lẽ được bao quanh bởi những ngọn núi giống như một người đẹp đang ngủ say. Trên những con đường dành cho người đi bộ quanh núi, du khách đông như dệt vải. Trận mưa lớn ngày hôm qua đã đồn nén các du khách đến mức nghẹt thở. Lý Dục Thần đứng ở trên đỉnh núi, nhìn sông, trong lòng khẽ bộp một cái, lấy lá cờ đó ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt cờ mù mịt mênh mang, vẽ ngàn dặm khói sông, vạn dặm núi non, chỉ là sóng trùng điệp, mây ngăn cách, chỗ đứt chỗ liền, rất khó để có thể nhận ra đó là nơi nào. Ở trong góc, có một nơi trông giống như một hòn đảo, được viết hai từ Linh Lung. Mà ở trong một góc khác, cảnh tượng vài ngọn núi vây quanh một con sông trông rất giống với Bạch Sơn Thiên Trì. Lý Dục Thần lại lấy lá cờ U Minh Quỷ ra, khi so sánh hai lá cờ với nhau, tưởng chừng như chúng có mối liên hệ nào đó với nhau nhưng lại không thể ghép với nhau thành một thể. Trên lá cờ đen có hai chữ Trầm Quang, có lẽ đang ám chỉ biển Trầm Quang. Trên lá cờ trắng có hai chữ Linh Lung, rất có thể đó chính là đảo Linh Lung. Ô Mộc Thiếp nói Minh Vương đang ở biển Trầm Quang, Nguyên Thủy Nữ Vu ở đảo Linh Lung, Lục Tây Phu ở núi Vô Cấu, trước đây ba người bọn họ chính là người quan trọng nhất bên cạnh Thiên Ma. Giờ đây mỗi người đều đang làm chủ một phương. Xem ra, rất có thể năm lá cờ của ma giáo chính là bản đồ của ma giáo khi còn ở thời kỳ hưng thịnh. Bạch Sơn Thiên Trì sẽ xuất hiện trong bản vẽ này, cho thấy thiên trì và thế giới trong bản vẽ liên thông. Có lẽ nơi này chính là lối vào của biển Trầm Quang. Nhưng hướng sư tỷ đã từng nói, chỉ có hai con đường đi đến biển Trầm Quang, một là Kinh Nhược Thủy đi đến thế giới biển, hai là xuống Hoàng Tuyền vào 18 tầng địa ngục. Phía dưới thiên trì này là Nhược Thủy, hay là Hoàng Tuyền. Nhưng Lý Dục Thần biết rất rõ, dù cho như thế nào đi chăng nữa, với thực lực hiện giờ của bản thân, anh vẫn chưa thể đi được. Anh cất lá cờ rồi đứng ngắm nhìn ở trên đỉnh núi Bạch Đầu một lúc, khi anh đang định rời đi thì bất ngờ nhìn thấy hai người ở dưới chân núi đang chạy như bay đến. Khu vực này là rừng hoang, ở đây không có đường lên núi dành cho khách du lịch, hơn nữa tốc độ của hai người này cực kỳ nhanh nhẹn, là hai cao thủ võ thuật. Hơn nữa còn có sự dao động pháp lực rất nhỏ giữa các hành động, xem ra bọn họ chính là võ đạo luyện khí song tu. Thân ảnh của Lý Dục Thần lóe lên một cái, ẩn mình vào hư không ngay trước khi hai người đó lên đến đỉnh núi. Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy ở đây có người mà. Một người trong số họ nói. Chắc cậu hoa mắt thôi, ở đây trống trải như thế này, ngay cả chó còn không lên được thì làm gì có ai. Một người khác nói. Người trước đó vẫn không yên tâm. Đi nhìn một vòng khắp xung quanh. Địa thế ở nơi này cao, toàn bộ đều là đá trơ trụi, nhìn một cái là nhìn được cả bốn xung quanh, quả thực không có chỗ nào để trốn thì lúc này mới cảm thấy yên lòng. Hai người cùng nhau nhìn về phía mặt hồ. Tông chủ nói rất có thể bí cảnh sẽ được mở ra, bảo chúng ta phải quan sát cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người ở phía đối. Cậu nói thật sự có bí cảnh sao? Truyền thuyết về bí cảnh Bạch Sơn đã được truyền lại nhiều năm như vậy. Có lẽ là sự thật chăng? Nếu không thì hôm qua tông chủ cũng không khẩn trương đến như vậy. Trận sét đánh ngày hôm qua kỳ lạ thật đấy. Tôi đã luyện khí nhiều năm như thế mà vẫn không lên được. Tông chủ còn không lên được, cậu là cái gì? Chúng ta cứ nhìn chằm chằm ở chỗ này sao? Chắc chắn phải nhìn chằm chằm rồi. Sư phụ đã nói, tông chủ đã chuẩn bị đánh chiếm ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi để làm căn cứ cho Hoa Lang đạo của chúng ta rồi. Nói không chừng sau này cũng sẽ chuyển cả trụ sở chính đến đó. Không thể nào, chuyển đến một nơi quái quỷ như thế á. Phóng ánh mắt ra xa một chút, nếu như thật sự có bí cảnh, một khi nó được mở ra thì nơi chúng ta đang đứng chính là lâu đài cận thủy. Thế thì đúng rồi, vậy những thôn dân dưới chân núi đó có chịu dọn đi không? Cho bọn họ một chút tiền là được, bọn họ đều là những người nghèo, nhìn thấy tiền thì ngay cả họ của tổ tông cũng chịu sửa. Chỉ là có một hộ bị cưỡng chế rất phiền phức tên là Ba Kỳ Lan, là kiểm lâm ở đây, nói là công việc được kế thừa qua nhiều thế hệ, sống chết không chịu dọn đi. Kiểm lâm mà còn được kế thừa qua nhiều thế hệ á. Nói với quận trưởng một câu, để chính quyền địa phương sa thải anh ta thì không phải là được rồi sao? Đã thông báo cho trấn rồi. Nếu như nói mà vẫn không thông thì chỉ còn cách xử lý anh ta thôi. Ba Kỳ Lan đang cãi nhau với em gái. Anh ơi! Làm kiểm lâm thì có gì tốt đâu, tiền bồi thường bọn họ trả cho anh đã đủ 20 năm tiền lương của anh rồi, ngoài ra còn có một ngôi nhà trên trấn nữa đấy. Em thì hiểu cái gì, Ba Kỳ Lan quật cường đứng nguyên tại chỗ,
anh không chỉ là kiểm lâm, anh còn là người bảo vệ của thần núi. Em quên thôn của chúng ta là thôn Bạch Thần rồi sao? Đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Aina cảm thấy anh trai rất bất chấp lý lẽ. Hai đứa không cần phải cãi nhau nữa. Ba Ô đã say khướt đi đến cùng với một chai rượu. Bố, ba Kỳ Lan và Aina đồng thanh kêu lên. Bố sẽ không chuyển đi Ba Ô cuốn đầu lưỡi, nói không mạch lạc, kiểm lâm là công việc mà thần đã phân cho tổ tiên của chúng ta, là thần thánh đấy. Ba Kỳ Lan nhận được sự động viên khích lệ của bố thì càng thêm kiên định hơn. Aina vào đầu bứt tai, bố chỉ biết uống rượu thôi, cuộc sống trong nhà phải sống như thế nào đây? Lương của kiểm lâm chỉ đủ cho một nhà chúng ta ăn cơm, công việc của con ở trong khu danh lam thẳng cảnh có thể bổ sung một chút đồ dùng ở trong nhà, nhưng mà bố nhìn đi, bố uống rượu suốt ngày, sức khỏe ngày càng sa sút, nếu như bố bị bệnh thật nặng thì chúng con phải làm sao? Lẽ nào thật sự muốn con phải gả cho cái tên đốn mạt ở trên trấn sao? Sắc mặt của Ba Ô trầm xuống, ông đưa tay chạm vào tóc của con gái nhưng lại bị con gái hất tay của ông ấy ra. Xin lỗi con, Aina. Bố thật vô dụng, bố có lỗi với các con. Ba Ô khóc òa lên, cả miệng đều là mùi rượu, ngay cả nước mắt chảy ra, từ khóe mắt cũng đều phảng phất mùi rượu. Mẹ của các con được chôn cất ở đây, em gái của các con cũng nằm ở chốn này. Bố sẽ không rời xa bọn họ đâu. Aina, bố xin lỗi con, mong con hãy hiểu cho bố. Bố muốn chết ở ngay trong căn nhà này, muốn được chôn ở ngay trên ngọn núi này. Rốt cuộc Aina cũng không nhịn được, ôm lấy bố rồi bắt đầu khóc òa lên. Ba Ô vuốt tóc của cô ta, Aina, chúng ta là con dân của thần, mang theo sứ mệnh của thần thánh, số phận của chúng ta đã được định đoạt kể từ khi tổ tiên của chúng ta bắt đầu trở thành kiếm lâm rồi. Nhưng bố ơi ý, con phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải chịu cảnh nghèo đói suốt đời này sao? Nếu tên ác ôn ở trên trấn lại đến quấy rầy con thì phải làm sao? Con nên làm cái gì bây giờ? Hu hu hu. Ây da, thật là một cảnh tượng cảm động. Bên ngoài có vài người bước vào, người dẫn đầu trong số bọn họ là một người trông rất lưu manh, mặc một bộ quần áo rất thời thượng, trông rất không ăn nhập với ngôi làng miền núi này. Hai cha con ôm đầu đau khổ, đây là sắp đi lấy chồng rồi sao? Aina, có phải em đã nghĩ thông suốt rồi, đồng ý cả cho anh rồi không? Kim Hỷ Dân, Aina quay đầu lại kinh ngạc nói, anh chạy đến nhà tôi làm. Tất nhiên là đến đón em lên trấn rồi. Kim Hỷ Dân cười cợt nhả nói, em sắp phải chuyển đi rồi, tôi đã giúp bọn em chọn căn nhà tốt nhất ở trên trấn, tiền bồi thường không đủ cũng không sao, tôi sẽ bù vào. Aina, tối nay chúng ta thành thân nhé. Anh nằm mơ đi. Aina nhìn thấy bộ mặt của Kim Hỷ Dân là cảm thấy buồn nôn. Kim Hỷ Dân cười lạnh nói, hôm nay em không có quyền quyết định đâu, thị trưởng đã nói, hôm nay bọn em nhất định phải chuyển đi. Nhưng chuyển đi như thế nào, chuyển đến đâu, cho bao nhiêu tiền thì lại do tôi quyết định. Em không lấy tôi, vậy thì sẽ chẳng nhận được gì cả, tôi sẽ khiến các em không nhà để về, đến lúc đó, em sẽ phải quỳ xuống cầu xin lấy tôi thôi. Anh, Aina tức vừa giận, anh là đồ khốn nạn. Bọn tôi sẽ không chuyển đi đâu. Không chuyển đi sao? Chuyện này không do các em quyết định. Bọn tôi sẽ không chuyển đi đâu hết. Nếu các người dám làm bậy, bọn tôi sẽ đi tố cáo các người. Tố cáo bọn tôi, Kim Hỷ Dân cười nói, em có biết là ai muốn có thôn này của các em không? Đã nghe nói đến Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông chưa? Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Biểu cảm trên mặt Aina bối rối nhưng trên mặt Ba Ô và Ba Kỳ Lan lại lộ vẻ lo lắng. Ha ha ha. Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, ngay cả đạo lệnh đại nhân cũng phải nể mặt họ. Đừng nói là một thôn nhỏ của các em, cho dù là cả tòa tướng quân phong, đạo lệnh đại nhân cũng sẽ cho. Quận trưởng đại nhân của Tam Chỉ Uyên cũng phải tự nhận là học trò trước mặt tông chủ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Các em cứ đi tố cáo đi, xem các em có thể tố cáo đến đâu, xem có ai dám chủ trì công lý cho các em không, ha ha ha. Tôi sẽ chủ trì công lý. Một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy một thanh niên đi vào. Gia đình Ba Kỳ Lan kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Không, không phải anh đã đi rồi sao? Kim Hỷ Dân đánh giá Lý Dục Thần từ trên xuống dưới, thấy anh tuy có chút phong độ nhưng lại mặc quần áo của người thường, còn không vừa vặn lắm, trông có vẻ nghèo nàn, tưởng là dân thôn ở đây nên không để ý. Hừ, đây là thằng nhóc nhà nào mà dám mạnh miệng như vậy? Không biết ông nội mày là ai à? Anh ta dùng ngón tay cái chỉ vào trán mình, ông đây tên là Kim Hỷ Dân, đến trấn tướng quân hỏi thăm xem, có ai không biết ông đây không? Thằng nhóc,
mau cút đi, nếu còn lải nhải thêm câu nữa, ông đây lại đánh gãy chân mày bây giờ. Ầm. Kim Hỷ Dân đột nhiên quỳ sụp xuống đất, đầu gối kêu răng rắc, rõ ràng là đã vỡ. Á, anh ta ngã xuống đất, đau đớn đến chết đi sống lại. Những người mà Kim Hỷ Dân mang đến ngơ ngác đứng đó, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi kêu thảm thiết một lúc lâu, Kim Hỷ Dân mới tỉnh táo lại một chút, chỉ vào Lý Dục Thần nói, mày. Mày chơi bẩn, đánh chết nó cho tao. Mấy người kia như bừng tỉnh, vung nắm đấm lao về phía Lý Dục Thần. Dừng tay. Ba Kỳ Lan quát lớn. Anh ấy là bạn tôi, các người không được làm hại anh ấy. Có giỏi thì đánh tôi này. Vóc dáng Ba Kỳ Lan cao lớn, tiếng gầm càng thêm uy mãnh này lập tức khiến mấy tên côn đồ kia sợ hãi. Kim Hỷ Dân hét lớn, đánh đĩ. Anh ta chỉ là một tên kiểm lâm thôi, sợ gì chứ? Đánh cho tao, đánh chết nó đi. Mấy tên côn đồ mới xông lên, đấm đá loạn xạ vào Ba Kỳ Lan. Tuy Ba Kỳ Lan cao lớn uy mãnh nhưng lại là người thật thà, không biết đánh nhau mà chỉ dùng hai tay liều mạng bảo vệ đầu mình. Anh, Aina lo lắng kêu lên. Nhưng dường như sự lo lắng của cô ta là thừa, vì những người đó đánh loạn xạ một hồi, Ba Kỳ Lan dường như không bị thương chút nào, ngược lại Kim Hỷ Dân trên mặt đất thì lắc trái lắc phải, kêu rên không ngừng, chẳng mấy chốc mặt đã sưng thành đầu heo. Ba Kỳ Lan ngây người. Mấy tên côn đồ cũng ngây người. Aina cũng ngây người. Chỉ có trong đôi mắt mơ màng vì say của Ba Ô là đột nhiên lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần. Anh lợi hại quá. Aina vui mừng nhảy tới kéo lấy cánh tay Ba Kỳ Lan. Ba Kỳ Lan sờ đầu mình, ngơ ngác nói, anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Anh, không phải anh đã nói bảo vệ rừng là sứ mệnh truyền đời của chúng ta mà, anh có sức mạnh do thần ban tặng sao? Nhưng mà, anh còn chưa niệm thần chú mà. Hả, còn có thần chú sao? Aina tò mò nói, sao em không biết, anh à, anh chưa từng nói với em. Đây là thần chú mà người bảo vệ mới được học, bố đã dạy anh nên tất nhiên em không biết. Ba Kỳ Lan nói. Lý Dục Thần cũng rất tò mò, Ba Kỳ Lan học thần chú gì? Nếu thực sự có thần chú thì nhất định là do Ô Mộc Thiếp truyền lại. Vậy anh niệm cho em nghe xem nào, Aina nói. À, cái này, Ba Kỳ Lan dường như hơi ngượng ngùng. Niệm đi mà. Được rồi, được rồi. Ba Kỳ Lan đứng ở một tư thế kỳ lạ. Sau đó quay đầu nhìn Ba Ô, bố, đúng như vậy chứ? Không đúng, cứng nhắc quá, phải mềm mại. Ba Ô đứng thẳng, bày ra tư thế giống Ba Kỳ Lan nhưng có lẽ là do ông ấy uống quá nhiều rượu nên trông ông ấy thực sự mềm mại và linh hoạt hơn nhiều, có hơi giống tư thế khởi đầu của Túy Quyền. Chỉ thấy mặt ông ấy nghiêm nghị, cau mày, mắt nhìn chằm chằm xuống đất rồi niệm một câu thần chú kỳ diệu. Ô Mộc Khắc, gurulu biu, không long khang lang kháng lang kháng, không long khang lang kháng lang kháng. Theo câu thần chú, cơ thể ông già bắt đầu lắc lư, cánh tay đung đưa, trong nhà vang lên một nhịp điệu huyền ảo. Lý Dục Thần suýt nữa thì bật cười. Một ông già cao ly say rượu niệm thần chú kỳ lạ, bước những bước kỳ lạ, nếu có ai quay đoạn này lại rồi đăng lên mạng xã hội thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lý Dục Thần cảm nhận được sự bí ẩn của câu thần chú này, chỉ là lời ông già niệm ra đã không còn là bản gốc chính thống nữa, thêm phần buồn cười nên mất đi hiệu quả. Lúc này, Aina cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn. Ba Kỳ Lan vừa định cười nhưng lại nghĩ đến mình cũng niệm như vậy mà có thể còn cứng nhắc hơn cả người bố đang say rượu nên không cười nổi. Kim Hỷ Dân nằm trên đất bị đánh cho choáng váng vừa ngạc nhiên vừa giận, gào lên, mau đi mời thị trưởng đến đây. Tao muốn bọn chúng chết hết đi. Vài tên côn đồ vốn đã muốn chạy trốn, đang lo không có cớ, sợ quay lại sẽ bị Kim Hỷ Dân xử lý, cho nên khi bọn chúng nghe thấy lời này thì chạy mất dạng. Ê, Kim Hỷ Dân hét lên, quay lại đây, tao không bảo bọn mày đi hết mà. Cánh cửa chỉ còn lại một cơn gió, bóng người đã biến mất từ lâu. Kim Hỷ Dân chỉ cảm thấy thống khổ, nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, nhóc con, mày đợi đấy. Tao sẽ bảo thị trưởng thả chó cần chết mày. Lý Dục Thần cười lạnh lùng rồi nói với Aina, có phải tên lưu manh này bắt nạt cô không? Đúng vậy, Aina nhìn vẻ thảm hại của Kim Hỷ Dân, không hề thương xót. Nhớ lại những lần anh ta bắt nạt mình, cô ta chỉ mong cắn một miếng thịt trên người Kim Hỷ Dân. Anh ta không chỉ bắt nạt tôi mà còn có rất nhiều cô gái trong thôn cũng. Bị anh ta bắt nạt, bạn học Tiểu Mẫn của tôi bị anh ta hại chết đó. Lý Dục Thần nói, anh ta đã bắt nạt cô như thế nào, còn những người khác nữa,
bây giờ cô cứ trả thù lại như vậy đi. Tôi ư, Ai Na giật mình, cô ta hận Kim Hỷ Dân, trong lòng đã nguyền rủa anh ta vô số lần nhưng bảo cô ta tự tay trả thù thì cô ta lại không dám. Các người dám, quận trưởng là cậu của tôi đó, thị trưởng còn phải nịnh bợ tôi. Các người dám động đến tôi, Kim Hỷ Dân tức giận nói sẽ khiến cả nhà các người chết hết. Ba Ô vừa niệm xong thần chú thì hình như càng say hơn, ông ấy lảo đảo hai bước tồi nhìn Ai Na nói, Ai Na, phải có dũng khí, chúng ta là người bảo. Vệ của thần, không phải sợ bất kỳ ai. Hả, con cũng vậy sao? Tất nhiên. Ai Na như được tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy một chiếc kéo trên bàn, đi về phía Kim Hỷ Dân. Kim Hỷ Dân cuối cùng cũng sợ hãi bò trên mặt đất, muốn bò ra ngoài. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa dữ dội. Kim Hỷ Dân mừng rỡ nói, thị trưởng, cứu tôi với, thị trưởng. Chuyện gì xảy ra vậy? Thị trưởng thân trung húc hùng hổ xông vào, phía sau còn có vài người tay dắt chó trông giống dân quân. Thị trưởng, bọn họ đánh tôi thành ra thế này. Kim Hỷ Dân khóc lóc kể lể, thị trưởng, mau thả chó cản chết bọn họ đi. Thấy thị trưởng đến, Ba Ô giật mình tỉnh rượu ngay, ông ấy cúi đầu khom lưng đi tới nói, thị trưởng, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, thân trung húc đá Ba Ô ngã lăn ra đất, ông già này, không biết Kim Hỷ Dân là cháu của quận trưởng sao? Ông muốn tôi làm thị trưởng không được lâu nữa phải không? Tôi bảo ông chuyển nhà mà ông không chuyển, còn gây chuyện cho tôi. Ông ta nói xong thì nhìn Lý Dục Thần, ồ, chàng trai này trông lạ quá, ở đâu đến vậy? Là cậu ta đánh tôi. Thị trưởng, chính là cậu ta đã đánh tôi đấy. Kim Hỷ Dân kêu lên, thị trưởng, thả chó cắn cậu ta đi. Không liên quan đến cậu ta, là tôi. Ba Kỳ Lan đứng ra. Ba Ô nói, thị trưởng, cậu ấy là người bên kia núi, hôm qua mưa to gió lớn, rơi xuống thiên trì nên chúng tôi vớt lên. Bên kia núi, thị trưởng vốn định bắt người nhưng nghe nói là người bên kia núi thì thấy không ổn lắm. Ông ta không muốn gây ra tranh chấp ngoại giao, lỡ đạo lệnh đại nhân không vui thì mũ ô sa trên đầu ông ta sẽ không còn nữa. Kim Hỷ Dân nói, thị trưởng, sao người bên kia núi lại chạy đến đây? Còn đến vào lúc mưa gió nữa, chắc chắn là gián đói. Gián điệp. Hai chữ này như nhắc nhở thị trưởng thân trung húc, có lời khai của Kim Hỷ Dân, quận trưởng chắc chắn sẽ đứng về phía ông ta, nếu xác định là gián điệp thì không những đạo lệnh đại nhân sẽ không trách tội mà còn có thể được khen thưởng. Bắt cậu ta lại, thị trưởng ra lệnh. Vài tên tay chân định tiến lên bắt Lý Dục Thần. Ba Kỳ Lan chắn trước mặt họ, không được, các người không được bắt cậu ấy chỉ là khách du lịch thôi. Ai Na có chút do dự nhưng thấy anh trai mình dũng cảm như vậy thì cũng được khích lệ. Cô ta cũng đứng ra nói, các người không được bắt anh ấy. Kim Hỷ Dân là kẻ xấu, các người nên bắt anh ta mới phải. Lý Dục Thần rất bất ngờ, đến lúc này rồi, trước mặt quan lại và cường quyền mà cả nhà bọn họ vẫn có thể bảo vệ mình như vậy. Thị trưởng nổi giận, bọn dân đen các người, bắt hết lại cho tôi, bắt hết lại cho tôi. Những tên tay chân mà thị trưởng mang theo đều là dân chuyên nghiệp, bọn họ đều mặc trang phục dân quân, trên người còn có vũ khí. Ba Kỳ Lan và Ai Na đương nhiên không dám chống lại dân quân, chỉ có thể để mặc bọn họ trói mình lại. Ba Ô từ dưới đất bò dậy, bắt đầu niệm chú, không long khang lang kháng lang kháng. Không long khang lang kháng lang kháng. Không biết có phải do câu thần chú của ông ta có tác dụng hay không mà những tên dân quân kia như bị điện giật, cơ thể co giật rồi oà một tiếng ngã lăn ra đất. Ông là vô sư, thị trưởng kinh ngạc chỉ vào Ba Ô, ông không biết cả nước đều cấm sử dụng pháp thuật sao. Ông dám chống lệnh quốc chủ, ông chết chắc rồi. Thị trưởng, thả chó, cắn chết bọn họ đi. Kim Hỷ Dân kêu lên. Thị trưởng vung tay, thả chó. Những tên dân quân phía sau thả dây xích của những con chó ra. Một đàn chó như bầy sói đói lao tới. Kỳ lạ là chúng không lao vào nhà Ba Kỳ Lan, cũng không lao vào Lý Dục Thần mà lại lao vào Kim Hỷ Dân. Á! Kim Hỷ Dân hét lên thảm thiết. Một đàn chó lao vào người anh ta căn xé, mặc cho thị trưởng và dân quân có quát tháo thế nào cũng không ăn thua. Đàn chó vừa cắn xé vừa kéo Lê Kim Hỷ Dân ra khỏi sân. Ngoài sân truyền đến tiếng hú thảm thiết. Thị trưởng thân trung húc tái mặt. Nếu Kim Hỷ Dân chết dưới mắt mình, bị chính những con chó của mình cắn chết thì quận trưởng chắc chắn sẽ xẻo tay chân ông ta mất. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức rút súng lục từ người tên dân quân phía sau, chĩa vào Ba Ô. Nhanh lên! Bảo những con chó kia thả Kim Hỷ Dân ra. Ba Ô vô tội nói,
thị trưởng đại nhân, đó là chó của ngài mà. Mặt mày Thân Trung Húc xanh mét, giận dữ nói, tôi biết là ông dùng pháp thuật, mau dừng lại, nếu không tôi bắn. Thấy súng, Ba Ô cũng sợ nhưng lại không biết phải làm sao. Lý Dục Thần tiến lại, giật phát khẩu súng trên tay thị trưởng, hỏi, ông là chức lớn nhất ở đây sao? Thị trưởng giật mình, khẩu súng rõ ràng ông ta cầm rất chặt, không hiểu sao lại vào tay đối phương, họng súng còn chĩa vào mình. Đúng, tôi là thị trưởng, cậu cẩn thận một chút, súng sẽ cướp cỏ đấy. Là ông bắt dân làng này phải chuyển đi à? Đúng nhưng, những người khác có chuyển đi hay không tôi không quan tâm nhưng gia đình này phải được ở lại đây và không được phép có người khác đến quấy rầy họ, nghe rõ chưa? Chuyện này, tôi không quyết định được, Thân Trung Húc nói. Ai có thể quyết định? Nơi này đã bị đạo Tông Hoa Lang mua mất rồi. Tông chủ của đạo Tông Hoa Lang là quốc sư của bọn tôi, ngay cả quốc chủ của chúng tôi cũng phải nghe theo ông ấy. Ông ấy muốn có thôn này thì không ai dám không cho. Lời của thị trưởng khiến cả nhà Ba Ô cảm thấy hơi tuyệt vọng. Bọn họ đã từng nghe nói đến đạo Tông Hoa Lang nhưng những người dân biên giới nhỏ bé không biết đạo Tông Hoa Lang lợi hại đến mức nào, vậy mà lại là quốc sư, ngay cả quốc chủ cũng phải nghe theo quốc sư, vậy thì bọn họ còn hy vọng gì nữa? Ba Ô thở dài nói, cậu thanh niên, thôi bỏ đi, đây là số phận của chúng tôi. Ba Kỳ Lan, con và Aina chuyển đến thị trấn đi, bố ở lại đây. Bọn họ sẽ không làm khó một ông già như bố đâu. Tý trưởng đại nhân, tôi chỉ cần một túp lều tranh trên núi là đủ rồi, đời đời kiếp kiếp bọn tôi đều là người bảo vệ rừng, cứ để tôi chết già trên núi là được. Thân Trung Húc vội vàng nói, được, 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 ông nói sớm không phải tốt rồi sao, mọi người đều là bà con, tôi cũng không muốn làm khó các ông mà. Ông ta đưa tay ra định đẩy nòng súng trước mặt đi nhưng khẩu súng trong tay Lý Dục Thần như được đúc chết, không nhúc nhích. Thân Trung Húc cười gượng gạo, chú em, bỏ súng ra đi, cẩn thận cướp cỏ đó. Ba Kỳ Lan rất bất mãn nói, bố, con không đi. Bố và Aina đến thị trấn đi. Aina nói, mọi người không đi thì con cũng không đi. Lý Dục Thần nhìn Thân Trung Húc nói, ông thấy đấy, bọn họ đều không muốn đi. Nếu ông không quyết định được thì gọi người có thể quyết định đến đây. Chuyện này, Thân Trung Húc tỏ vẻ rất khó xử. Bùm! Một tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua má Thân Trung Húc. Thân Trung Húc kêu lên một tiếng rồi đưa tay sờ mặt, phát hiện tai mình bị rách, máu chảy đầy tay và mặt. Ông thấy đấy, súng rất dễ cướp cò. Ông mau gọi người có thể quyết định đến đây đi. Lý Dục Thần nói. Được, được, được. Thân Trung Húc vội vàng lấy điện thoại Alilang sao ra bắt đầu gọi điện, quận trưởng đại nhân. Sao Arirang là điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android của Bắc Triều Tiên được công bố vào ngày 10 tháng 8 năm 2013. Nghe ông ta gọi điện, Lý Dục Thần cũng không vội, anh ngồi xuống ghế bên cạnh. Ba Ô liếc nhìn anh, trên mặt lộ vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Aina ở gần anh nhất thì thầm hỏi, rốt cuộc anh là ai thế? Tại sao lại giúp chúng tôi? Anh không phải là gián điệp chứ? Lý Dục Thần cười nói, tôi là bạn của Vưu Huynh. Aina kinh ngạc nhìn anh. Ba Kỳ Lan và Ba Ô cũng nghe thấy lời anh nói, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vưu Huynh. Ba Ô lẩm bẩm, đôi mắt đục ngầu đột nhiên ngấn lệ rồi khóc nức nở. Bố, Aina an ủi, cái chết của Vưu Huynh là ngoài ý muốn, đã nhiều năm như vậy rồi, bố đừng buồn nữa. Không, đó không phải là ngoài ý muốn. Nước mắt Ba Ô chảy ròng ròng, là bố đã ném con bé xuống thiên trì, là bố đã hại chết con bé. Hả, Aina và Ba Kỳ Lan cùng lúc kinh ngạc, tại sao? Bố làm theo ý chỉ của thần thôi. Ba Ô che mặt quỳ xuống, Vưu Huynh, bố xin lỗi con, nhưng bố không thể làm trái ý chỉ của thần được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói. Chuyện gì vậy, người bị chó cắn chết là ai thế? Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong sao? Tiếp đó, hai người bước vào, chính là hai người của đạo Tông Hoa Lang. Mà Lý Dục Thần gặp trên đỉnh núi. Thị trưởng nhìn thấy hai người bọn họ thì như nhìn thấy cứu binh, lớn tiếng kêu cứu, mau cứu mạng với, bọn họ là vu sư, biết pháp thuật, mau kêu quốc sư đến trừ yêu. Hai người có chút giật mình nhìn thị trưởng. Ông điên rồi à, vu sư ở đâu ra? Thị trưởng chỉ vào Ba Ô rồi lại chỉ vào Lý Dục Thần. Hai người đó nhìn thấy khẩu súng trong tay Lý Dục Thần thì cười lạnh. Không phải chỉ là một khẩu súng thôi sao? Thế mà cũng có thể dọa ông thành như vậy. Dẫu sao ông vẫn là thị trưởng mà. Một người trong số họ đột nhiên tiến lên, bước đi nhanh như rắn,
lao về phía Lý Dục Thần với tốc độ cực nhanh. Bằng! Một tiếng súng vang lên, người nọ ngã rầm xuống đất, trên ngực xuất hiện một cái lỗ lớn. Lý Dục Thần thổi họng súng một cái rồi nói, nhìn kìa, bóp cò đúng lúc thật đấy. Thị trưởng sợ hãi. Anh chàng này thật sự dám nổ súng giết người. Cả nhà Ba Ô sợ hãi, dân đen ở biên giới nào đã nhìn thấy người dám nổ súng giết người bao giờ. Người đi cùng người vừa bị bản chết cũng cau mày lại. Hắn ta hiểu rất rõ về công phu người bạn kia của mình, với tốc độ và thân thủ như thế, lại còn là đánh lén thì cho dù là một người lính được huấn luyện bài bản cũng khó có thể bắn trúng bạn của hắn ta. Người đó đang ngồi ở trên ghế với vẻ hời hợt, tỉnh bơ như thế, thậm chí sau khi giết người mà ngay cả lông mày cũng không cau một cái. Hắn ta ý thức được đây không phải là một người bình thường. Anh là ai? Công phu của cậu tệ như vậy thì hẳn chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở trong đạo Tông Hoa Lang thôi nhỉ, cậu không có tư cách biết tôi là ai, gọi tông chủ của các cậu đến đây đi. Người nọ sắc mặt thay đổi, cả giận nói, khẩu khí không nhỏ, muốn gặp tông chủ của chúng tôi thì phải xem anh có bao nhiêu bản lĩnh đã. Dứt lời, dưới chân phát lực đá về trước, vài viên gạch đá trên mặt đất bị hắn ta đá tung lên, bắn về phía Lý Dục Thần, đồng thời gây ra một làn khói bụi mù mịt. Lợi dụng sự che chắn của khói bụi, hắn ta bay lên cao cùng với một thanh kiếm ở trên tay. Theo quan điểm của hắn ta, dù những người dựa vào súng có biết công phu thì cũng rất hạn chế, là cao thủ chân chính thì sẽ coi thường việc sử dụng súng. Hắn ta đánh những chiêu này xuống, cho dù anh có thể tránh khỏi sự công kích của gạch đá thì nhất định cũng sẽ không có thời gian để nổ súng. Hắn ta mượn sự che chắn của khói bụi, chớp mắt là có thể đến trước mặt anh rồi đâm thẳng thanh kiếm này vào trái tim của anh. Bằng, bằng. Hai tiếng súng vang lên. Sau khi khói bụi tản đi, người nọ đã nằm ở trong vũng máu, bị bắn mỗi chân một phát súng, vị trí cũng vô cùng đối xứng. Anh, hắn ta nhìn Lý Dục Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lý Dục Thần thổi vào họng súng một cái, chưa từng nghe nói sao, bên ngoài phạm vi 7 bước súng sẽ bắn rất nhanh, bên trong phạm vi 7 bước thì súng vừa nhanh vừa chính xác sao. Anh, rốt cuộc anh là ai? Người nọ nghiến chặt răng vì đau đớn rồi hỏi. Lý Dục Thần lắc đầu một cái, có biết vì sao tôi lại không đánh vào tay cậu không? Vì sao? Aina không thể nhìn nổi nữa, cũng không biết cô ta lấy từ đâu ra dũng khí mà nói, giữ lại để cho anh gọi điện thoại đấy đồ ngu. Cả Ba Ô và Ba Kỳ Lan đều nhìn cô ta. Aina lè lưỡi một cái như đứa trẻ vừa nói sai chuyện gì đó. Võ giả đạo Tông Hoa Lang bị thương rút điện thoại ra rồi gọi một cuộc điện thoại. Ba Ô nhìn Lý Dục Thần rồi hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi. Tôi tên là Lý Dục Thần. Ồ, Lý công tử, vừa nãy cậu nói. Vưu Hinh. Tâm tình của Lý Dục Thần trầm xuống giống như bị trúng đạn. Anh nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó, nghĩ đến người phụ nữ giống như thần linh đã ngăn chặn kiếp nạn trong những đợt thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống. Anh không biết người nào là Vưu Hinh, người nào là Ô Mộc Thiếp, cũng không biết sốt cuộc vận mệnh của bản thân là gì. Anh chỉ nhớ đến lời mà Ô Mộc Thiếp đã nói, cậu phải lật cái bàn đó. Vậy người đang ngồi ở chiếc bàn đó là ai? Vưu Hinh, Lý Dục Thần thở dài, cô ấy đã đến nơi của thần, một nơi đẹp đẽ và không có đau khổ. Thật sao, mắt của Ba Ô lóe sáng, lời tiên tri cổ xưa nói, thần bảo vệ vùng đất này khi ác ma đến sẽ bắt con gái của thần mang đi. Tôi vẫn luôn lo lắng rằng Vưu Hinh sẽ bị ác ma bắt đi, nhưng cậu nói như thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Ba Ô lẩm bẩm, nước mắt ở khóe mắt còn chưa kịp khô thì trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Lý công tử, cảm ơn cậu, nhất định thần đã phái cậu đến đây. Tổ tiên của chúng tôi đã từng nói rằng, người bảo vệ núi Bạch Thần sẽ được bảo vệ, đợi đến khi sứ giả của thần đến, chúng tôi đưa người đó vào con sông U Ám thì sứ mệnh của chúng tôi sẽ được hoàn thành. Con sông U Ám, Lý Dục Thần kinh ngạc nói. Đúng vậy, chúng tôi được gọi là Kiểm Lâm. Bảo vệ rừng núi của núi Bạch Đầu nhưng thật ra chúng tôi chính là người bảo vệ cấm địa, thứ chúng tôi cần bảo vệ chính là con sông U Ám đó. Ba Ô do dự một lát, ông ấy nhìn về phía mặt của Lý Dục Thần nhưng cuối cùng ông ấy vẫn quyết định nói ra. Bên trong cấm địa có một hang động rất bí ẩn, đi từ đó vào trong sẽ thấy một dòng sông ngầm, phía cuối dòng sông ngầm đó có một cánh cửa, đó là nơi mà chúng tôi đang bảo vệ. Lý Dục Thần nhớ đến hang động ở cấm địa nơi mà Vưu Hinh đã đưa anh trốn vào trong đó. Có phải đó là một cánh cửa bằng đồng không? Ba Ô gật đầu một cái, càng ngày càng tin Lý Dục Thần chính là sứ giả của thần, ánh mắt của ông ấy nhìn anh cũng càng trở nên kính trọng hơn.
nơi đó vốn đã bị đóng, chỉ còn lại dấu vết của cánh cửa, không nhìn thấy gì cả. Nhưng ngay ngày hôm qua, mưa to gió lớn, thần lôi giáng xuống núi Bạch Sơn, khi tôi đi kiểm tra dòng sông ngầm thì phát hiện cánh cửa đó đã mở. Nhìn sơ qua thì quả thực là một cánh cửa bằng đồng. Phía sau cánh cửa là cái gì? Tôi không dám đi vào trong. Sứ mệnh mà thần giao cho chúng tôi chính là bảo vệ con sông u ám đó. Tôi không dám đi vào nếu như không có sự cho phép của thần. Hơn nữa, cậu đến rồi, điều này ăn khớp với lời tiên đoán mà thần đã để lại. Lý công tử, để tôi đưa ngài đến đó đi, ngài đến đó thì sứ mệnh của tôi sẽ lập tức hoàn thành. Lý Dục Thần gật đầu một cái nói, được, nhưng không phải bây giờ. Các người đã thay thần làm nhiều chuyện như vậy, hi. Sinh nhiều như thế, đã đến lúc nên nhận được đền đáp rồi. Ba Ô nói, không, thế hệ của chúng tôi. Ha 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 ha. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười lớn. Đúng là đi mòn cả giày sắt cũng không tìm ra, ai ngờ đến lúc tìm được lại chẳng tốn chút công sức nào. Quả nhiên dưới chân núi Bạch Đầu có lối đi vào bí cảnh, không ngờ rằng người bảo vệ bí cảnh lại là một người dân miền núi bình thường trong ngôi làng nhỏ này. Chỉ thấy có hai người bước vào, người đi phía trước khoảng 50 tuổi, mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đã cải tiến, trong túi áo ngực của ông ta còn được cắm một cây bút, nhìn sơ qua còn tưởng rằng ông ta là thư ký chính phủ. Người đi phía sau ông ta trẻ tuổi hơn một chút nhưng cũng tê ẩm 40 tuổi, khoác một chiếc áo khoác, trông khá yếu ớt. Đệ tử của đạo Tông Hoa Lang đang nằm trên mặt đất vui mừng hét lên, Hàn Hộ Pháp. Sư phụ, người mặc quần áo Tôn Trung Sơn ở phía trước nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái. Người mặc áo khoác ở phía sau hừ lạnh một tiếng, hừ, Lộ Anh Ân ta đây không có đồ đệ vô dụng giống như cậu. Vẻ mặt của đệ tử áy náy, sư phụ, đệ tử bất tài. Bị anh ta dùng súng làm cho bị thương, xin sư phụ thay đệ tử báo thù. Lô Anh Ân bước lên phía trước, kiểm tra vết thương của hắn ta, bấm vài huyệt đạo rồi lại cho uống thêm hai viên thuốc, sau đó đứng dậy nhìn Lý Dục Thần. Nhưng hắn ta vẫn không hề ra tay, hiển nhiên, cấp bậc của Hàn Hộ Pháp người đang mặc quần áo Tôn Trung Sơn kia vẫn cao hơn so với hắn ta. Đi thôi, dẫn chúng tôi đi đến phía dưới con sông ngầm kia đi, Hàn Hộ Pháp nói với Ba Ô. Ba Ô lắc đầu nói. Không thể nào, tôi tuân theo lời của thần, bảo vệ từ thế hệ này sang thế hệ khác, tuyệt đối không cho phép người lạ đến gần đó. Trừ khi ông có thể chứng minh ông là người được thần phái đến. Ha ha, ông cho rằng ông có thể ngăn cản được tôi sao? Nếu ông không đưa chúng tôi đến đó thì chúng tôi sẽ không thể tìm thấy nó sao? Tôi có một câu thần chú được tổ tiên truyền lại, có thể phá hủy nơi đó, để không một ai có thể tìm thấy nó. Thái độ của Ba Ô rất kiên định. Sắc mặt của Hàn Hộ Pháp trở nên lạnh lùng, hừ, vậy tôi sẽ giết người nhà của ông. Con trai của ông sẽ bị ném vào chuồng chó và bị chó dữ cắn chết. Con gái của ông sẽ bị lột trần treo ở cổng thành cho hàng vạn người thưởng thức. Ông già, ông suy nghĩ kỹ đi. Sắc mặt của Ba Ô trở nên vô cùng khó coi, toàn thân run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tay. Thì ra đạo Tông Hoa Lang là như thế này sao? Lý Dục Thần thản nhiên nói, xem ra tông môn này không còn lý do để tồn tại nữa rồi. Mặc dù Ba Ô đã coi Lý Dục Thần là sứ giả của thần nhưng khi Lý Dục Thần nói ra những lời này, ông ấy vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Thị trưởng Thân Trung Húc ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa rớt cằm. Thằng nhóc này là kẻ điên à? Đạo Tông Hoa Lang đó. Trong tông môn tụ tập rất nhiều cao thủ, tông chủ lại là nhân vật thần thánh. Hơn nữa tông chủ còn là quốc sư dưới một người, trên vạn người. Không cần ông ta phải ra tay, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Đạo lệnh đại nhân sẽ đem quân đội đến trấn áp. Thằng nhóc như cậu đừng ngông cuồng nữa, trong tay cậu chỉ có một khẩu súng, cậu có thể đánh thắng được thiên quân vạn mã sao? Lúc này Hàn Hộ Pháp và Lô Anh Ân mới chú ý đến sự tồn tại của Lý Dục Thần. Nhóc con tự tìm chết. Lô Anh Ân lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, chuẩn bị ra tay. Học trò của hắn ta đang nằm trên mặt đất nhắc nhở, sư phụ, cẩn thận, trong tay anh ta có súng. Lô Anh Ân tức giận nói. Hừ, chỉ có một khẩu súng mà đã dọa con đến mức này, sau này đừng nói con là học trò của ta. Dứt lời một thân chân khí bùng nổ, ống tay áo phồng lên giống như bị gió thổi. Bằng! Một tiếng súng vang lên, trên trán Lô Anh Ân xuất hiện một cái lỗ đẫm máu. Hắn ta trừng mắt, kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần rồi chậm rãi ngã xuống. Lý Dục Thần thổi về phía họng súng một cái, súng có lợi hại hay không, chủ yếu vẫn phải xem là đang nằm trong tay người nào. Hàn Hộ Pháp vốn dĩ không hề để Lý Dục Thần vào mắt, hắn ta cảm thấy,
ngoài việc có một khẩu súng trong tay, người này không hề có chân khí, hồn phách không hề có linh lực, là một tên phế vật, hoàn toàn không đáng để hắn ta phải ra tay. Nhưng Lô Anh Ân bị bắn vỡ đầu đã khiến tim hắn ta bị nhịp. Hắn ta biết rất rõ bản lĩnh của Lô Anh Ân, người bình thường ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có chứ đừng nói đến việc bản trúng hắn ta. Nhưng tên này đã bản vỡ đầu Lô Anh Ân chỉ bằng một phát súng. Hàn Hộ Pháp nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, nhìn từ trên xuống dưới, nhưng nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấy chút động tĩnh. Kẻ hèn này tên là Hàn Đông Bình, xin hỏi các hạ là ai? Bảo tông chủ của các anh đến nói chuyện với tôi, thậm chí khi nói chuyện Lý Dục Thần còn không thèm nhìn hắn ta một cái. Hàn Đông Bình giận dữ, hừ, cuồng vọng, đừng tưởng rằng biết một tí đường ngang ngõ tắt thì muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại thật sự của đạo tông Hoa Lang. Sau đó liền thấy hai tay của hắn ta rũ xuống, hai chân cong lên, sống lưng gồ lên như khỉ. Một luồng áp lực vô hình lan ra ngoài giống như gợn sóng ở trong hư không bị đẩy ra. Mọi người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Lý Dục Thần gật đầu, ừ, không tồi, đặt ở Hoa Hạ thì cũng là một tông sư có thực lực. Bằng, lại là một phát súng. Khí thế trên người Hàn Đông Bình tiêu tán trong nháy mắt. Hắn ta ôm bụng, máu tươi rỉ ra từ giữa các khe ngón tay. Sao có thế, hắn ta nhìn Lý Dục Thần bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Viên đạn phá nát cương khí của hắn ta, bắn thủng cơ bụng của hắn ta và dừng lại ở trong lớp mỡ. Năng lượng của viên đạn này cao hơn nhiều so với những khẩu súng lục thông thường. Nhưng khẩu súng trong tay thằng nhóc đó chỉ là một khẩu súng bình thường thôi mà. Càng đáng sợ hơn chính là, dường như năng lượng của viên đạn vẫn chưa cạn kiệt, vẫn còn đang di chuyển thật chậm về phía trước ở trong bụng hắn ta. Mà một người có tu vi nội lực của một tông sư lại không thể khiến viên đạn đó dừng lại chứ đừng nói đến việc ép nó ra ngoài. Làm kiểu gì được vậy? Anh, rốt cuộc anh là ai? Trên mặt Hàn Đông Bình lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng hỏi nhiều như vậy, anh chỉ có 10 phút trước khi viên đạn xuyên qua lá lách của anh, hiện giờ, hoặc là gọi tông chủ của các anh đến đây, hoặc đưa tôi đến trụ sở chính của đạo tông Hoa Lang của các anh. Lý Dục Thần nói. Sắc mặt của Hàn Đông Bình đỏ bừng, hắn ta đã thử mọi biện pháp nhưng dù cho là chân khí hay pháp chú của đạo tông Hoa Lang cũng đều không thể ngăn được viên đạn tiến vào sâu bên trong cơ thể. Trụ sở chính ở Liễu Kinh cách nơi này 300 km. Đừng nói là 10 phút, cho dù là 2 tiếng cũng chưa thể đến nơi. Thế thì không cần anh phải nhọc lòng đâu. Liễu Kinh đúng không? Lý Dục Thần đứng dậy rồi đi đến trước mặt thị trưởng Thân Trung Húc. Thị trưởng đại nhân, làm phiền ông bảo vệ bạn của tôi một chút. Tôi đi Liễu Kinh một chuyến. Nếu tôi trở về mà phát hiện bọn họ có một chút tổn thương nào, dù chỉ là một sợi tóc thì tôi cũng sẽ nhổ hết tóc của ông xuống rồi nhét vào bên trong não của ông. Nói xong, anh tiến lên bắt lấy Hàn Đông Bình. Dẫm chân tại chỗ một cái liền biến mất. Những người có mặt ở đó đều trợn mắt há hốc mồm. Đây, mẹ nó, đây là người sao? Sắc mặt của Aina trở lên đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, anh ấy. Thật sự là thần sao? Liễu Kinh là vương thành của Cao Ly và cũng là thành phố phồn hoa nhất nơi này. Từ nội thành xuyên qua là sông Đại Đồng rộng lớn, ở phía đông cổng bờ sông Đại Đồng, nơi này cảnh sắc dễ chịu, cực kỳ yên tĩnh. Đúng là nơi hoàn hảo cho các cặp đôi muốn hẹn hò. Một đôi tình nhân đang vừa tựa vào lan can ven sông ngắm cảnh vừa lặng lẽ trò chuyện. Có lẽ nam sinh đó đã kể một câu chuyện cười, khiến nữ sinh cười rộ lên khanh khách. Lúc nữ sinh nghiêng người, thấy nơi cách họ không xa, không biết từ khi nào lại có thêm hai người đàn ông đứng ở đó. Người trẻ tuổi hơn mặc quần áo của người trên núi, người lớn tuổi hơn mặc quần áo Tôn Trung Sơn, hình như người lớn tuổi hơn đang bị đau bụng nên cứ ôm bụng mãi. Anh nhìn bên kia kìa, có hai người đàn ông trưởng thành đang ngắm nhìn cảnh sông, lại còn dựa gần nhau như vậy, thật ghê tởm. Nữ sinh quay mặt qua chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Ở đâu thế? Người đàn ông tò mò hỏi. Ở kia kìa, nữ sinh chỉ tay về phía đó nhưng vẻ mặt lại cứng đờ vì bị sốc. Nơi cô ấy vừa chỉ làm gì có người nào đâu. Nhưng cô ấy dám chắc chắn vừa rồi bản thân không hề bị hoa mắt. Nhưng sao chỉ trong nháy mắt như thế lại không thấy người đâu nữa? Không phải là nhảy xuống sông rồi chứ? Nhưng nếu như nhảy xuống sông thì cũng phải nghe thấy tiếng nước mới đúng. Cô ấy nhớ lại một số tin đồn về sông Đại Đồng, nơi đây là thiên đường của những người chết vì đạo, có rất nhiều người đã chết ở đây, oan hồn của bọn họ đang trôi nổi ở trên sông. Chúng ta đi thôi, nữ sinh không dám ở lại đây lâu nữa bèn kéo người nam sinh đó rời khỏi bờ sông.
đi dọc theo sông Đại Đồng xuống hơn 50 dặm, có một thôn trang tên là Tam Hoa Trang. Nơi này vạn tiếng nghìn hồng, trăm hoa đua nở, cây xanh bóng mát. Hai người trông rất quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài thôn trang. Khi nhìn thấy cổng chào viết ba chữ to đùng Tam Hoa Trang kia, trong lòng Hàn Đông Bình vô cùng khiếp sợ. Viên đạn vẫn đang di chuyển trong bụng hắn ta nhưng vẫn chưa đụng trúng lá lách. Hắn ta không biết vì sao bản thân lại đến được nơi này. Hắn ta chỉ nhìn thấy Lý Dục Thần bước đi, nhưng lại không thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh mình, suốt chặng đường đi giống như đang bước lắc lư trong một luồng ánh sáng. Khi ánh sáng đó dừng lại, khung cảnh xung quanh được hiện ra, hai người bọn họ đã đến bên bờ sông Đại Đồng của Liễu Kinh. Sau đó Lý Dục Thần để hắn ta xác định hướng đi và khoảng cách đến trụ sở chính của Đạo Tông Hoa Lang, đi về phía trước mấy bước như cũ thì đã đến Tam Hoa Trang. Bên ngoài thôn trang có rất nhiều xe quân dụng đang đậu, còn có cả binh lính đang tuần tra. Đạo Tông Hoa Lang khí thế không nhỏ, Lý Dục Thần nói. Có lẽ quốc chủ đến, bình thường sẽ không có binh lính xuất hiện. Hàn Đông Bình nói. Quốc chủ. Lý Dục Thần khẽ cau mày, nhưng nếu đã đến đây rồi thì cho dù quốc chủ hay cái gì chủ, Đạo Tông Hoa Lang bắt buộc phải bị tiêu diệt. Anh bèn đạp một bước đi vào trong. Những binh lính tuần tra kia đã phát hiện ra bọn họ, đang đi về phía bọn họ, chuẩn bị hỏi chuyện nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Bên trong Tam Hoa Trang, quốc chủ Kim Tam Phong đang tản bộ dọc theo con đường vườn hoa cổ kính. Ông ta có dáng người mập mạp, trông hoàn toàn trái ngược với quốc chủ phu nhân ở bên cạnh. Nhưng lúc này, người đang nói chuyện với ông ta không phải là phu nhân của ông ta mà là một ông già tóc bạc trắng, khoảng 6-70 tuổi. Người này chính là tông chủ của Đạo Tông Hoa Lang và cũng là quốc sư, Kim Tại Hành. Bí cảnh của núi Bạch Đầu đã thật sự mở ra rồi sao? Quốc chủ Kim Tam Phong hỏi. Vâng, theo tin tức xác thực mà tôi đã nhận được, bí cảnh thật sự đã được mở ra. Cũng không uống công chúng ta phải khổ tâm bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Trước mặt quốc chủ, Kim Tại Hành nói chuyện lại không hề có chút vâng vâng dạ dạ nào, mà ngược lại làm ra vẻ giống như trưởng bối. Nhưng Kim Tam Phong lại không hề tức giận, lại hỏi, trong bí cảnh đó thật sự có thứ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia sao? Chắc chắn là như vậy. Kim Tại Hành nói, tôi đã nghiên cứu văn hiến của các triều đại cổ nên đương nhiên có thể chắc chắn là như vậy. Chỉ cần chúng ta tiến vào bí cảnh, nắm giữ bí pháp và tài nguyên ở trong đó, thì sau này, Đạo Tông Hoa Lang chính là thiên hạ đệ nhất huyền tông, triều ta cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc. Kim Tam Phong dừng bước nhìn về phía xa, trong mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Lúc đó, tôi còn là quốc chủ không? Phu nhân bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay ông ta, như sợ chồng mình biến mất vậy. Quốc chủ có điều gì phiền muộn sao? Quốc sư Kim Tại Hành nói, chỉ cần trở thành cường quốc số một thiên hạ thì quốc chủ chính là vĩ nhân số một thiên hạ, hoa hạ hay nước Mỹ lệ gì đó đều phải cúi đầu xưng thần. Tim Kim Tam Phong đập thình thịch một hồi, trên mặt thoáng ửng hồng, dường như đã nhìn thấy mặt trời mọc ở phương đông, mình trở thành người đàn ông vĩ đại nhất dưới ánh mặt trời kia. Vậy quốc sư thì sao? Tất nhiên tôi là quốc sư số một thiên hạ. Vậy cũng là cao thủ số một thiên hạ sao? Đương nhiên, Kim Tại Hành tự tin nói. Kim Tam Phong thở dài, quốc sư, ông muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng đi. Kim Tại Hành mỉm cười, trong bí cảnh chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Muốn có được bí pháp và tài nguyên thì cần phải có vô số người hy sinh. Sức mạnh của Đạo Tông Hoa Lang chưa chắc đã đủ, tôi cần một đội quân vào bí cảnh với tôi. Ông muốn bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Được, Kim Tam Phong gật đầu nói, tôi điều động cho ông hai lữ đoàn đặc chủng, thế nào? Kim Tại Hành im lặng một lát rồi đột nhiên nói, quốc chủ, phàm là người làm nên chuyện lớn thì phải biết hy sinh. Để trở thành cường quốc số một thiên hạ thì vài lữ đoàn quân là cái gì? Tôi cả gan xin quốc chủ ban cho tôi làm đại nguyên soái để tiết chế toàn quân. Cơ thể béo phì của Kim Tam Phong run lên, trầm giọng nói, nếu tôi ban lệnh đại nguyên soái cho ông có trả lại cho tôi không? Cường quốc số một thiên hạ, còn liên quan gì đến tôi nữa? Kim Tại Hành cười ha ha, quốc chủ chỉ cần làm tốt bổn phận quốc chủ của mình, tự khắc sẽ được vạn dân kính ngưỡng, lưu danh muôn đời. Ông đây là phản nghịch, Kim Tam Phong giận dữ nói. Tuy tuổi không lớn nhưng được phong vương từ nhỏ, uy nghiêm tích tụ nhiều năm, cho nên quốc chủ nổi giận thì trời đất cũng phải biến đổi. Nhưng Kim Tại Hành dường như không để tâm, cười nhạt nhẽo, quốc chủ, tội phản nghịch này, tôi không gánh nổi đâu. Chỉ cần quốc chủ còn tại vị một ngày, tôi sẽ mãi mãi là bề tôi tớ của ngài. Trừ khi,
Kim Tam Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ông ta không hỏi gì thêm, vì ta ông biết, Kim Tại Hành muốn giết ông ta thì chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Nhiều năm qua, Kim Tại Hành đã bồi dưỡng được thế lực hùng hậu trong triều đình. Quan trọng là cả nước không có ai là đối thủ của ông ta. Ai ra, Kim Tam Phong thở dài. Ông ta là người thông minh thì biết phải lựa chọn thế nào. Đồng ý với Kim Tại Hành ban lệnh đại nguyên soái, vẫn có thể làm một quốc chủ bù nhìn. Không đồng ý thì rất có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Được, ta đồng ý với ông, Kim Tam Phong bất lực nói. Ha ha ha, Kim Tại Hành cười lớn rồi khom người, quốc chủ anh minh. Lúc đó, Kim Tam Phong như già đi mấy chục tuổi, cảm thấy mình đã là một quân chủ già nua vô dụng. Nhớ lại chí lớn khi còn trẻ, giờ đây thật nực cười. Đột nhiên, ánh sáng lay động, ngay trên bãi cỏ trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm hai người. Hàn Hộ Pháp, Kim Tại Hành kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Tông chủ, Hàn Đông Bình ôm bụng, thuộc hạ vô dụng. Lời hắn ta còn chưa dứt thì đã bị Lý Dục Thần cắt ngang. Đây chính là tông chủ của đạo Tông Hoa Lang sao? Đúng vậy. Vậy thì được rồi. Lý Dục Thần vung tay lên bản ra một luồng kiếm khí. Tông chủ đạo Tông Hoa Lang, song tu huyền vũ, quốc sư Cao Ly, cao thủ số một Cao Ly, cơ thể Kim Tại Hành bị chém làm đôi. Một lát sau, trong luồng kiếm khí huyền minh biến thành khói đen, biến mất không còn dấu vết. Hàn Đông Bình vô cùng kinh ngạc. Nếu nói chưa đây 10 phút từ núi Bạch Đầu đến Tam Hoa Trang đã kỳ lạ khó nói thành lời rồi thì một kiếm giết chết Kim Tại Hành chính là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là tông chủ. Ngay cả trăm vạn đại quân của quốc chủ cũng không làm gì được tông chủ đạo Tông Hoa Lang. Hàn Đông Bình hoàn toàn tuyệt vọng. Tông chủ chết rồi thì mình còn hy vọng sống sót sao? Đây cũng là người của đạo Tông Hoa Lang các người sao? Lý Dục Thần chỉ vào Kim Tam Phong hỏi. Hàn Đông Bình lắc đầu, ông ta là quốc chủ. Ồ, Lý Dục Thần gật đầu với Kim Tam Phong, không liên quan đến ông đi đi. Kim Tam Phong rất mất mặt. Tôi là quốc chủ đấy. Cái gì mà không liên quan đến ông chứ? Nếu như trước đây, ông ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay, ông ta đã phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất trong đời, suýt bị quốc sư cướp mất chức đại nguyên soái, trở thành quốc chủ bù nhìn. Tuy tên trước mặt này rất vô lễ nhưng đã giúp ông ta báo thù giết chết Kim Tại Hành, chút được cơn tức trong lòng. Hơn nữa tên này trông rất mạnh, mạnh hơn Kim Tại Hành nhiều. Chỉ vung tay một cái. Kim Tại Hành đã chết. Ông ta vẫn luôn cho rằng Kim Tại Hành là người lợi hại nhất. Nghe nói cao thủ Hoa Hạ rất nhiều nhưng trong thâm tâm ông ta không muốn thừa nhận, như việc ông ta không thừa nhận Hoa Hạ là Thiên Triều Thượng Quốc vậy. Ông ta từng có hoài bão lớn to lớn là muốn biến Cao Ly thành Thiên Triều Thượng Quốc. Vì vậy theo ông ta thấy, cao thủ số 1 Cao Ly nhất định sẽ không kém cao thủ số 1 Hoa Hạ. Cậu là ai? Kim Tam Phong hỏi. À, tôi tên là Lý Dục Thần, đến từ Hoa Hạ. Lý Dục Thần nói. Kim Tam Phong thở dài, quả nhiên là người Hoa Hạ, không phải ẩn sĩ Cao Ly. Cậu là cao thủ số một Hoa Hạ sao? Hả, Lý Dục Thần sửng sốt, tất nhiên là không rồi. Vậy cậu xếp thứ mấy ở Hoa Hạ? Cái này, Lý Dục Thần thực sự không biết mình có thể xếp thứ mấy, nhớ đến trên thiên đô còn có kiếm trận vạn tiên, bên trong có 10 vạn hồn kiếm tiên, ít nhất cũng phải 10 mấy 20 vạn đó. Kim Tam Phong ngây người. 10 mấy 20 vạn. Chẳng phải có thể thành lập một đội quân hùng hậu sao? Mình còn coi Kim Tại Hành như bảo bối, tôn làm quốc sư, thật là nực cười. Ai ra, chẳng trách thế hệ trước đều tôn Hoa Hạ là thượng bang. Chí lớn của ông ta hoàn toàn tan biến vào lúc đó. Kim Tam Phong quyết định sau này không dám ra vẻ trước mặt người Hoa Hạ nữa, ngoan ngoãn làm đàn em của Hoa Hạ thôi. Vị công tử họ Lý này, đa tạ ngài đã giúp tôi trừ quốc tặc. Xin hãy nhận một lạy của tôi. Kim Tam Phong cúi người nói. Quốc tặc, Lý Dục Thần không ngờ tới. Kim Tam Phong cũng không giấu giếm, kể lại chuyện Kim Tại Hành cướp ngôi đoạt quyền. Lý Dục Thần không hứng thú với cuộc đấu tranh quyền lực của bọn họ nhưng lại thấy hứng thú với lời nói của Kim Tại Hành về bí cảnh. Xem ra thực sự phải đến con sông U Ám mà Ba Ô nói rồi. Anh có hơi mong đợi, nếu có thể gặp lại Ô Mộc Thiếp. Tất nhiên, điều này là không thể. Ô Mộc Thiếp đã chết trong ảo cảnh lôi kiếp rồi, ngay cả cờ trắng cũng đã nằm trong tay anh, trong cờ có hồn phách của Lâm Mộng Đình. Anh đang suy nghĩ thì Kim Tam Phong đột nhiên nói. Công tử Lý, tôi có một lời thỉnh cầu không biết có được không? Gì vậy?
Tôi muốn kết nghĩa anh em khác họ với cậu. Cái gì? Lý Dục Thần thực sự hơi choáng váng. Người trước mặt này là quốc chủ thật sao? Kim Tam Phong sợ anh không đồng ý nên vội vàng nói thêm, cậu làm anh, tôi làm em. Chỉ cầu xin anh trai chiếu cố Giang Sơn quốc vận, sau này nếu có sai khiến, tuyệt đối không từ chối. Đẩy bà phu nhân bên cạnh một cái, thật khéo, người vợ của tôi cũng họ Lý. Phu nhân, mau gọi anh trêu bà Kim phu nhân khom người hành lễ gọi, anh trai. Lý Dục Thần cười ha ha nói, Giang Sơn quốc vận chỉ ở lòng dân, chưa từng ở trong tay một người nào. Bọn tôi hành tẩu giang hồ là thay trời hành đạo, ông làm quốc chủ là làm chủ cho dân. Chỉ căn trong lòng ông có bách tính thiên hạ, lấy bách tính làm bố mẹ, thấy bách tính khổ như thấy bố mẹ khổ, thấy bách tính đau như chính mình đau thì tự khắc Giang Sơn vững bền, quốc vận hanh thông. Kim Tam Phong nghe xong thì ngẩn người hồi lâu, cúi người hành lễ, xin nhận lời chỉ bảo. Lý Dục Thần lại nói, kết nghĩa gì đó, thôi bỏ đi, không căn câu nệ hình thức. Nếu ông có thể lo cho thiên hạ, làm một hiền quân minh chủ thì tự khắc sẽ có hiền giả phò tá. Nếu ông ngu ngốc vô năng, bạo ngược vô độ, tôi ở cách xa ngàn dặm cũng sẽ lấy mạng ông. Quốc chủ nghe xong sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ông ta vội vàng nói, vâng, tôi nhất định sẽ trị quốc thật tốt, xin thượng tiên giám sát. Lý Dục Thần nhớ tới chuyện khiến bản thân đến đây liền hỏi, đạo tông Hoa Lang cướp nước hại dân, không thể giữ lại được. Ngoài tên tông chủ này ra, còn có những ai nữa tôi sẽ trừ khử hắn. Quốc chủ nói, Kim Tại Hành đã chết rồi, những người còn lại không đáng lo. Không cần thượng tiên bận tâm, giao cho tôi là được. Lý Dục Thần gật đầu, cũng được. Đột nhiên anh nhớ tới một nhà ba ô đắc tội với quan lại địa phương, cho dù đạo tông Hoa Lang không còn nữa, e rằng sau này cũng không được yên ổn, bản thân mình không thể mãi mãi bảo vệ họ được, muốn bình an lâu dài thì cần phải tìm cho họ một chỗ dựa. Tôi muốn nhờ quốc chủ giúp một việc. Mắt Kim Tam Phong sáng lên. Ông ta sợ nhất là người ta không cầu xin minh, chỉ cần có cầu xin thì dễ làm rồi, ít nhất cũng là một ân tình. Những nhân vật bậc thần tiên như thế này thường không dính líu đến nhân quả duyên pháp, muốn họ nợ ân tình không phải dễ. Ba ô bê một cái ghế đến cho thị trưởng Thần Trung Húc rồi nói, thị trưởng đại nhân, đứng mỏi lắm, mời ngồi. Thần Trung Húc đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, không biết phải làm sao. Ông ta thực sự mong quận trưởng đại nhân đến nhanh một chút để giao lại củ khoai lang nóng hổi này. Ngay cả hàn hộ pháp của đạo tông Hoa Lang cũng bị hạ gục, không biết tên thanh niên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Ba ô lại bảo Ai Na pha trà cho ông ta. Ôi chao, thị trưởng đại nhân, uống ngụm trà đi, e là phải một lúc nữa công tử Lý mới về. Thần Trung Húc nhìn tách trà mà Ai Na đưa tới, thấy khó chịu vô cùng. Ây ra tôi không khát, không khát. Ông ta bực bội phẩy tay nhưng lại không dám nói quá nặng, sợ Ai Na tức giận, làm dụng một sợi tóc thì người kia về sẽ tìm mình tính sổ. Ba ô, đến đây một chút, Thần Trung Húc vẫy tay gọi ba. Thị trưởng đại nhân có gì phân phó? Không dám không dám, tôi nào dám phân phó ông, tôi chỉ muốn hỏi, vị công tử Lý kia có lai lịch thế nào? Ba ô chỉ tay về phía đỉnh núi, từ đó đến. Đó là đâu? Chính là ở đó. Ồ ồ. Thị trưởng gật đầu một cách mơ hồ như hiểu rồi lại như không hiểu, ông ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Bên ngoài truyền đến tiếng xe ầm ầm. Ba ô còn tưởng là xe ủi đất đến phá thôn, ngó ra thì thấy một xe bọc thép dẫn đầu hai xe tải quân sự chạy vào đường thôn. Một nhóm cảnh sát và quân đội xuống xe, xông vào sân nhà ông ta, từng người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng. Không ai được nhúc nhích, các người đã bị bao vây rồi. Dĩ nhiên là nhà ba ô không dám nhúc nhích. Cả thị trưởng Thần Trung Húc và mấy tên tay chân ông ta mang theo cũng không dám nhúc nhích. Tiếp đó, một người cao gầy mặc kiểu áo tôn trung sơn bước vào. Thị trưởng Thần Trung Húc vừa thấy người đến thì như thấy cứu tỉnh, suýt khóc òa lên. Quận trưởng đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Hừ, trên mặt quận trưởng quận Tam Chỉ Uyên Thôi Trinh Tú đầy vẻ giận dữ, chuyện gì thế này? Kim Hỷ Dân đâu? Thần Trung Húc sợ đến run cả người. Cậu ấy chết rồi. Thôi Trinh Tú kinh ngạc, chết rồi. Chết thế nào, ông làm thị trưởng kiểu gì vậy? Thần Trung Húc không dám nói Kim Hỷ Dân bị chính con chó của mình cần chết, chỉ muốn đổ hết tội lỗi cho nhà ba ô và Lý Dục Thần. Là bị mấy tên dân đen này đánh chết, tôi đến muộn một bước. Thôi Trinh Tú nổi giận đùng đùng, bắt hết lại cho tôi. Bắt hết lại. Đúng, bắt hết chúng lại, bắt hết mấy tên dân đen này lại. Thần Trung Húc có chỗ dựa rồi.
lá gan cũng lớn hơn. Hơn nữa ông ta thấy tên họ Lý kia đi tìm đạo tông Hoa Lang gây phiền phức, chắc cũng không về được nữa. Bắt cả ông ta lại. Thôi Chính Tú chỉ tay vào Thần Trung Húc nói. Thôi Chính Tú chỉ tay vào. Cảnh sát và quân đội tiến lên còng tay Thần Trung Húc ra sau lưng rồi còng lại. Úi, quận trưởng đại nhân, quận trưởng đại nhân. Không liên quan đến tôi mà. Thần Trung Húc cầu xin. S chết tiệt, Thôi Chính Tú mắng lớn hơn. Thắng gà mờ nhà ông không biết Kim Hỷ Dân là em vợ tôi à? Nó chết rồi, tôi phải trả lời với vợ tôi thế nào? S chết tiệt tiêu đời rồi. Ông ta càng mắng càng tức, muốn đánh Thần Trung Húc, nhất thời không tìm thấy thứ gì nên thuận tay lấy điện thoại Arirang của mình đập liên tiếp vào. Đầu Thần Trung Húc. Đầu Thần Trung Húc toàn là máu, nếu không phải đúng lúc điện thoại của Thôi Chính Tú reo lên thì không biết chừng đầu ông ta sẽ vỡ toác ra mất. Thôi Chính Tú tức giận nhìn màn hình điện thoại. Màn hình đã vỡ, bị máu làm bẩn, không nhìn rõ số điện thoại gọi đến. Ông ta nghe máy, điện thoại đã kết nối nhưng không nghe thấy tiếng gì. S chết tiệt. Thôi Chính Tú đập mạnh điện thoại xuống đất. Ông ta quay người lại nhìn gia đình ba ô đã bị khống chế, hung dữ hỏi, ai làm? Ai giết chết em vợ tao? Ba ô nói, quận trưởng đại nhân, không ai giết cậu ta cả, Kim Hỷ Dân bị chó của thị trưởng đại nhân cần chết mà. Hả? Thôi Chính Tú quay người nhìn mặt Thần Trung Húc đầy máu. Thần Trung Húc sợ đến mặt mày xanh mét, máu vẫn chảy trông như quả dưa hấu bị bổ đôi. Quận trưởng đại nhân, không phải, đừng nghe mấy tên dân đen nói bậy, là bọn họ dùng tà thuật khống chế con chó của tôi. Thôi Chính Tú xoa đầu, đầu óc đau như búa bổ. Giết, giết hết cho tôi, giết tại chỗ, ông ta đột nhiên gào lên. Vài người lính đẩy gia đình ba ô và Thần Trung Húc vào góc tường. Sau đó đứng thành một hàng, giơ súng nhằm vào họ. Đột nhiên, hư không lóe lên một luồng sáng, một người xuất hiện. Gia đình ba ô mừng. Ngay cả Thần Trung Húc khi nhìn thấy Lý Dục Thần cũng thấy rất thân thiết. Những người lính thấy đột nhiên có thêm một người thì thấy khó hiểu, không biết có nên nổ súng hay. Không. Quận trưởng Thôi Chính Tú cũng hơi mơ hồ, người này từ đâu chui ra vậy? Mày là ai? Tốt nhất là ông nên bảo thuộc hạ của ông hạ súng xuống đi. Thôi Chính Tú sửng sốt, ở địa bàn quận Tam Chỉ Uyên, đây là lần đầu tiên ông ta thấy người nói chuyện với mình như vậy. Nếu không thì sao? Thì ông sẽ hối hận cả đời đấy. Ha ha ha, Thôi Chính Tú cười lớn, hối hận ư. Ha ha ha, tao muốn xem mày làm thế nào để tao hối hận đấy. Bắn! Ông ta ra lệnh. Những người lính lại giơ súng lên một lần nữa, ngay khi bọn họ chuẩn bị bóp cò thì trên bầu trời vang lên một tiếng nổ. Một quả pháo hiệu bay lên không trung. Thôi Chính Tú vừa nhìn thấy màu sắc của quả pháo hiệu thì trong lòng đã thấy khó hiểu. Đây là tín hiệu quân sự, có nghĩa là tất cả các đơn vị quân sự gần đó phải dừng mọi hành động ngay lập tức, chờ chỉ thị. Chuyện gì thế này, ai đến vậy? Thôi Chính Tú vẫy tay ra lệnh cho những người lính hạ súng xuống. Không bao lâu sau, trên bầu trời truyền đến tiếng ù ù, hai chiếc trực thăng lao tới. Máy bay hạ cánh trên bãi đất trống bên ngoài thôn. Dưới sự bảo vệ của một đội lính, một người đàn ông trung niên mặc đồ tôn trung sơn chạy vào đường thôn, xông vào sân nhà ba ô. Đạo lệnh đại nhân, Thôi Chính Tú kinh ngạc, sao ngài lại đến đây? Thần Trung Húc càng kinh ngạc hơn, không biết hôm nay bị làm sao, cái thôn Bạch Thần nhỏ bé này toàn là những nhân vật lớn như vậy. Người trước mặt chính là đạo lệnh của quận Tam Chỉ Uyên, tức là Lý Thừa Hy. Gọi điện cho ông. Sao ông lại cúp máy của tôi? Lý Thừa Hy đi đến trước mặt Thôi Chính Tú, tay cầm. Điện thoại hỏi ông ta. Thôi Chính Tú ngạc nhiên nói, đạo lệnh đại nhân, tôi không biết là ngài gọi, điện thoại của tôi hỏng rồi. Hỏng rồi, Lý Thừa Hy nổi giận, cầm điện thoại đập vào đầu Thôi Chính Tú, S. Tôi làm điện thoại của ông hỏng à? Tôi làm điện thoại của ông hỏng à? Muốn tôi mất chức thì cứ nói thẳng, cái thằng óc chó này. Nhìn đạo lệnh đại nhân dùng điện thoại đập vào đầu quận trưởng đại nhân, không hiểu sao thị trưởng Thần Trung Húc lại thấy thích thú. Lý Thừa Hy đánh Thôi Chính Tú xong thì cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Ông ta thở hồng hộc rồi lau vết máu trên điện thoại. Thôi Chính Tú ôm đầu, mặt đầy máu, hỏi, đạo lệnh đại nhân, rốt cuộc là vì sao thế? Mặc dù ngài là, đạo lệnh nhưng tôi cũng là thị trưởng của Tam Chỉ Uyên, ngài không thể tùy tiện đánh tôi như thế được. Tôi muốn đi khiếu nại ngài. Khiếu nại, Lý Thừa Hy nhìn ông ta một cái rồi cười lạnh nói, S chết tiệt. Ông cứ việc đi khiếu nại đi, tôi xem ai sẽ nghe ông nói.
Bắt bạn của quốc chủ mà còn dám ăn nói ngông cường ở đây. Bạn của quốc chủ, thôi Trình Tú đần người luôn. Lý Thừa Hy không thèm để ý đến ông ta nữa, nhìn về phía Lý Dục Thần cùng cả nhà ba ô ở trong góc tường. Xin hỏi, vị nào là Lý Công Tử? Là tôi. Ai ra, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Lý Thừa Hy đổi sang một gương mặt tươi cười nịnh nọt lấy lòng. Lý Công Tử quả nhiên là một người tuấn tú lịch sự, tài năng thiên bẩm, đúng thật là đã gặp nhau quá muộn màng. Kẻ hèn này cũng họ Lý, 500 năm trước. Ông ta muốn nói 500 năm trước là người một nhà nhưng có lẽ cảm thấy không thích hợp nên đã dừng lại. Lý Dục Thân cười cười nói, nếu ông đã đến thì hắn là biết nên làm như thế nào rồi chứ. Biết, biết. Lý Thừa Hy gật đầu, sau đó nhìn về phía ba ô, vị này chính là ba ô tiên sinh nhỉ. Ông ta đột nhiên đứng thẳng người dậy, sạc mặt nghiêm nghị, mang theo dáng vẻ trang trọng mà uy nghiêm. Phụng lệnh của quốc chủ, bổ nhiệm ba ô trở thành người bảo vệ núi Bạch Sơn. Trưởng thôn của thôn Bạch Thần, giữ nguyên tước hiệu, cha truyền con nối. Lưỡng Giang Đạo, quận Tam Chỉ Uyên và các cấp chính phủ khác đều không được ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức hay bất kỳ lý do gì, và phải toàn lực ủng hộ trong phạm vi quyền hạn và chức trách. Lý Thừa Hy vừa dứt lời, quận trưởng Thôi Trinh Tú và thị trưởng Thân Trung Húc đều ngẩn người ngay tại chỗ. Ba ô trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên khóc òa lên, ông lão tủi thân giống như một đứa trẻ. Ba Kỳ Lan và Aina cũng lau nước mắt. Lý Dục Thần biết, có sự ủng hộ của quốc chủ và đạo lệnh, gia đình này sẽ không cần phải lo lắng về đời sống sau này nữa. Còn về tương lai sẽ như thế nào thì ai biết được cơ chứ? Anh nhìn thoáng qua vết còng tay trên cổ tay của ba ô rồi nói với thị trưởng Thân Trung Húc, tôi đã từng nói, nếu bọn họ thiếu một sợi tóc nào thì tôi sẽ nhổ hết tóc của ông xuống rồi nhét vào bên trong sọ não của ông. Thị trưởng đã sớm bị dọa sợ đến mức tê liệt. Hậu đài của lão già này là quốc chủ, hơn nữa xem ra mối quan hệ với quốc chủ còn tốt hơn so với cái người là quốc sư kia. Đại nhân, tha mạng, chuyện này không thể trách tôi được. Lý Dục Thần vung tay lên, tóc trên đầu Thân Trung Húc liền rơi xuống dưới thành một chùm, trên. Đỉnh đầu nứt ra một vết nứt, chùm tóc chui vào bên trong vết nứt đó, lộ ra một nửa, nhìn từ xa trông giống như đỉnh của cái búi sắt. Sau này trời mưa nhớ che ô, cẩn thận nước rơi vào đầu. Lý Dục Thần nói, Thân Trung Húc may mắn nhặt về được một mạng, thiên ơn vạn tạ. Lý Dục Thần nhìn Lý Thừa Hy và Thôi Trinh Tú rồi nói, có phải các ông cũng muốn hớt tóc không? Hai người vốn còn muốn ở lại để lôi kéo làm quen với Lý Dục Thần, nhưng vừa nghe lời này đã vội vàng khom người chắp tay hành lễ cáo lui, đặc biệt là Thôi Trinh Tú, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Mọi người đều đã đi hết rồi, chỉ còn lại cả nhà ba ô. Lý Dục Thần muốn đi xem con sông u ám đó một chút. Ba ô liền đưa Lý Dục Thần vào trong núi, đi đến một sơn động bí ẩn. Lối vào của sơn động này hết sức nhỏ hẹp, mọc đầy cỏ dại và dây leo, người bình thường thật sự không thể phát hiện ra nó, cho dù có phát hiện thì cũng sẽ không đi vào, bởi vì nhìn sơ qua đây chỉ là một khe đá rộng cỡ bằng một người, bắt buộc phải nghiêng người mới có thể đi vào. Lý Dục Thần đi theo ba ô vào bên trong. Sau khi đi vào khoảng hơn 10 mét mới trở nên rộng hơn một chút, sau khi đi một quãng đường quanh co, khúc khuỷu, cuối cùng cũng xuất hiện một hang động tương đối rộng rãi. Một dòng sông ngầm xuất hiện trước mặt, quanh co khúc khuỷu, đi xuyên vào bên trong vách núi. Ba ô tiếp tục dẫn đường, đi dọc theo dòng sông ngầm, xuyên qua sơn động, vượt qua màn nước, đi khoảng hơn 10 dặm, cuối cùng cũng đến nơi. Ở đó có một vách đá, trên vách đá có một cánh cửa lớn. Cánh cửa cao mấy trượng. Có hai cửa, mỗi cửa rộng khoảng 2 mét, trông rất hùng vĩ mà lại quỷ dị ở dưới lòng đất này. Nước của con sông ngầm đến đây thì không còn nữa, cũng không biết đã chảy đến nơi nào. Ba ô chiếu đèn pin vào cánh cửa rồi nói, công tử, cậu nhìn xem, chính là nơi này. Trước đây không hề nhìn thấy cánh cửa này, nơi này chỉ có một vách đá trơ trụi, hôm qua núi Bạch Đầu có thiên chấn, đá vụn rơi xuống mới để lộ ra một cánh cửa như vậy. Cậu nhìn chỗ này đi, còn có một khe hở. Đèn pin chiếu vào giữa hai bên cánh cửa, quả thật có một khe hở. Bên trong khe hở đó tối tăm như thể đó là nơi mà hàng vạn con quỷ đang ngủ say. Lý Dục Thần khẽ cau mày. Hiện giờ anh đang ở cảnh giới tam trọng lôi kiếp, thần thức lại không thể xuyên qua cánh cửa này. Cho dù đi vào bằng cách xuyên qua khe cửa thì thần thức cũng không thể phóng ra xa, mà chỉ cảm thấy phía sau cửa và bên ngoài là hai thế giới. Anh đi đến trước cửa, đặt tay lên cánh cửa. Tay đặt vào lạnh lẽo mà cơn gió nhẹ thổi qua nơi khe cửa hở ra lại càng lạnh thấu xương hơn.
May mắn Ba Ô không liều lĩnh đẩy cửa đi vào bên trong, vì chỉ riêng âm khí ở trong này cũng đã có thể biến ông ấy thành âm thi. Ba Ô, ông về trước đi, Lý Dục Thần nói. Ba Ô không hề trả lời lại. Lý Dục Thần cảm thấy kỳ quái, anh quay đầu thì thấy Ba Ô đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, cơ thể khẽ run lên nhẹ nhẹ, trong ánh mắt đan xen sự kích động và sợ hãi. Anh nhìn theo ánh mắt của Ba Ô thì nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đứng trong hồ nước ở cuối dòng sông u ám mà anh vừa đi qua. Đó là một cô gái nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dài màu trắng. Lý Dục Thần nhận ra đó chính là Vưu Hinh. Mặc dù tuổi tác không giống nhau, nhưng khuôn mặt và ngũ quan đều giống nhau, giống y hệt Vưu Hinh mà anh đã gặp trong ảo cảnh. Anh cảm thấy trái tim của bản thân đập thình thịch. Nhưng anh không hề động đậy, bởi vì anh biết, đây chỉ là linh hồn thiếu nữ của Vưu Hinh, không phải là Vưu Hinh mà anh đã từng gặp và càng không phải là Ô Mộc Thiếp. Cô gái này sẽ không nhận ra anh. Đôi mắt của Ba Ô đã ngập ngụa nước mắt. Vưu Hinh, Vưu Hinh, ông ấy hét lên rồi chạy về phía cô ta. Lý Dục Thần không muốn quấy rầy Ba Ô, thân ảnh của anh chợt lóe lên rồi lẻn vào bên trong cánh cửa than bí đó thông qua vết nứt trên cánh cửa. Đây là một thế giới u ám, ngay cả thần thức cũng đều không thể phóng ra xa, hoặc có thể nói, dường như không gian ở nơi này không giống với thế giới bên ngoài, là dạng bị bóp méo, có một loại cảm giác không chân thật. Cậu đến rồi. Một giọng nói phát ra từ bên trong màn xương xám xịt. Lý Dục Thần nhìn thấy một người đang ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo. Người đó đang mặc quần áo màu trắng, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trong suốt, có thể mơ. Hồ nhìn thấy mạch máu và xương cốt ở bên trong. Ông là ai? Âm Vô Tà. Người đó đứng dậy, vươn người một lúc lâu như thể xương cốt đã trở nên hơi cứng ngắc bởi vì đã ngồi quá lâu. Cậu đến rồi, thế thì tốt rồi. Tôi đến là tốt, Lý Dục Thần kinh ngạc, ông đang nói cái gì vậy? Tôi đã đợi ở đây 3.000 năm rồi, chỉ vì để đợi một người đến đây. Sao ông biết tôi là người mà ông đang đợi? Cậu có thể đi vào đây thì nhất định là cậu. Vẻ mặt của Âm Vô Tà không có cảm xúc, toàn thân toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Đợi tôi làm gì? Đương nhiên là nối nghiệp của tôi Âm Vô Tà. Nối nghiệp của ông, Lý Dục Thần kinh ngạc nói, nối nghiệp gì của ông? Canh giữ nơi này cho đến khi có người nối nghiệp tiếp theo xuất hiện, Âm Vô Tà nói. Tại sao phải canh giữ nơi này? Bên trong có cái gì? Lý Dục Thần hỏi. Âm Vô Tà ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Lý Dục Thần một cái, khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu không biết nơi này là nơi nào? Không biết. Vậy cậu vào đây làm gì? Nếu bí cảnh đã được mở ra thì đương nhiên người có duyên đều có thể tiến vào. Bí cảnh, Âm Vô Tà cười ha ha, cậu quay đầu nhìn cho kỹ đi. Lý Dục Thần quay đầu lại, nhìn thấy phía trên hai cánh cửa cao lớn kia có khắc bốn văn tự cổ xưa. Quỷ thần cấm hành. Bốn chữ, dường như bốn chữ này có một loại lực lượng thần bí đang quanh quẩn ở trên đó, khiến cho người ta cảm thấy kính sợ. Lý Dục Thần có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, như thể đã từng nhìn thấy bốn chữ này ở đâu đó. Anh đột nhiên sửng sốt, cảm thấy có gì đó không thích hợp, hỏi. Quỷ thần cấm hành, khẩu khí lớn thật đấy. Chỉ là có phải cái cửa này lắp ngược tồi không? Viết chữ ở bên trong thì có ích gì, người ở bên ngoài cũng không thấy được. Âm Vô Tà nói, cậu cảm thấy tôi canh giữ nơi này là để cho người ở bên ngoài như các cậu tiến vào sao? Lẽ nào không phải sao? Lý Dục Thần kinh ngạc nói. Đương nhiên không, tôi trồng nom ở đây không phải là khiến các người không thể tiến vào, mà khiến người ở bên trong không thể đi ra ngoài, Âm Vô Tà nói. Lý Dục Thần lấy làm kinh hãi. Không để cho người ở bên trong đi ra ngoài. Bên trong là ai? Anh lại ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ ở trên cửa đó. Quỷ thần cấm hành. Lý Dục Thần lẩm bẩm, như thế hiểu ra điều gì đó. Rốt cuộc bên trong là nơi nào? Minh giới, M Vô Tà nói. Minh giới. Lý Dục Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Anh biết nhất định bên dưới thiên chỉ có liên kết với một không gian khác, nếu không thì không thể giải thích được vấn đề nguồn nước của thiên trì. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là lối vào của minh giới. Hơn nữa, vì sao một tin tức quan trọng như lối vào của minh giới mà Ô Mộc Thiếp lại không đổ cập đến? Hay là nói, hang thần vụ của Ô Mộc Thiếp chỉnh là một bộ phận của minh giới? Lý Dục Thần nhìn về phía sau lưng của Âm Vô Tà, mờ mờ ảo ảo, u ám tăm tối, dường như thần thức đã tiến vào hắc động nhưng lại chẳng bắt được bất cứ thứ gì. Âm Vô Tà nói, cậu không cần nhìn nữa,
tu vi của cậu vẫn còn chưa đủ, nếu đi vào thì chỉ chịu chết thôi. Ồ, sao ông biết? Lý Dục Thần có chút không phục nói. Anh không thể nhìn thấy tu vi của Âm Vô Tà, nhưng người này có thể canh giữ ở nơi như thế này, chắc chắn không phải là người bình thường. Âm Vô Tà giơ tay lên, chỉ nhẹ về phía Lý Dục Thần một Lý Dục Thần chỉ cảm thấy một lưỡng lực lượng cường, đại mã ác kiệt đâm về phía anh giống như một thanh kiếm sắc bén. Anh muốn tránh sang một bên, nhưng không gian xung quanh lại trở lên méo mó, dù cho anh có dĩ chuyển cơ thể thế nào thì thanh kiếm sắc bén đang ở trong bóng tối đó vẫn chỉ luôn chữa về phía anh. Lý Dục Thần lật tay lại, đầm lấy kiếm huyền minh rồi để ngang ra trước người. Khi ngón tay anh vừa chạm vào thanh kiếm đã lóe lên một luồng ánh sáng đen. Một cỗ lực lượng cường đại đã đánh văng anh ra ngoài, nặng nề đập vào cánh cửa lớn bằng đông ở phía sau. Lý Dục Thần chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, lục phủ ngũ tạng đều chấn động không thôi. Không ngờ thực lực của Âm Vô Tà này lại mạnh như vậy, chỉ mới chỉ tay nhẹ một cái mà suýt chút nữa đã phá vỡ tam kiếp pháp thân của anh. Khi anh đang muốn chống trả thì đột nhiên nghe thấy Âm Vô Tà khẽ thở dài một hơi rồi hỏi, nhóc con, cậu tên là gì? Lý Dục Thần. Cậu họ Lý. Dường như Âm Vô Tà có hơi kinh ngạc, lại là một tên họ Lý. Sao lại nói lại là một tên họ Lý? Lý Dục Thần vừa có chút giật mình lại vừa cảnh giác nhìn ông ta. Thực lực do Âm Vô Tà biểu hiện ra ngoài quá mức khủng bố, vừa rồi ông ta chỉ khẽ chỉ tay trong không trung một cái mà đã khiến không gian xung quanh trở lên méo mó, khiến anh phải lấy kiếm huyền minh ra thì mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn được. Người cuối cùng tiến vào cũng họ Lý, Âm Vô Tà nói. Cũng họ Lý. Lý Dục Thần giật mình hỏi, khi nào? Thế thì tôi không nhớ rõ được, nơi này là cấm địa U Minh, không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, cũng chẳng có xuân hạ thu đông, tôi nào có biết được thời gian? Không đúng, ông nói dối. Sao tôi lại nói dối được? Nơi này không có xuân hạ thu đông, không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngay cả thời gian người cuối cùng tiến vào cách đây bao lâu mà ông cũng không biết thì sao ông biết bản thân đã canh giữ ở đây 3.000 năm? Là do người đó nói cho tôi biết, ông ta nói cho tôi biết rất nhiều chuyện thú vị, còn giúp tôi tính toán ngày tháng thì ôi mới biết bản thân đã canh giữ ở nơi này 3.000 năm. Người đó tên là gì? Tên Á, để tôi suy nghĩ một chút, hình như tên là Lý Vân Hoa, đúng rồi, tên là Lý Vân Hoa. Lý Vân Hoa, tim của Lý Dục Thần đập loạn, ông ấy đâu? Đương nhiên là đi đến minh giới rồi Âm Vô Tà nói không phải ông nói ông vẫn luôn đợi người thay thế sao? Bất kể là ai, chỉ cần bước vào bên trong cánh cửa này thì liền có thể thay thế ông. Vì sao ông lại không giữ ông ấy ở lại mà lại để ông ấy đi vào bên trong? Bởi vì cái tên đó thật sự là... Âm Vô Tà sờ chán như thể đang nhớ lại điều gì đó, có hơi đẹp trai. Cái gì? Lý Dục Thần nhất thời có hơi bối rối. Điều này có liên quan gì đến việc đẹp trai hay không? Sao? Âm Vô Tà đã hồi thần lại, nói... Ông ta nói ông ta muốn đổi vùng đất Cửu U tìm vợ của ông ta, ai ra, cho dù âm dương cách biệt thì ông ta vẫn không chịu từ bỏ, một mình xông vào minh giới, vào Cửu U, một người có tình có nghĩa như vậy thì sao tôi có thể không để ông ta đi được. Lý Dục Thần có cảm giác như bị điện giật. Nếu như những gì Âm Vô Tà nói là sự thật thì điều đó đồng nghĩa với việc có khả năng bố mẹ của anh đều vẫn còn sống. Vốn dĩ Lý Dục Thần chỉ đang ôm hy vọng mẹ của anh vẫn còn sống. Nhưng hiện giờ ngay cả bố của anh cũng có thể còn sống, điều này sao có thể không khiến anh phấn chấn cho được. Vậy ông ấy đã ra ngoài chưa? Ra ngoài, Âm Vô Tà nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ ngốc, cậu có biết minh giới là nơi nào không? Cậu có biết Cửu U ở đâu không? Đi từ nơi này trở về phía sau, qua thất xung vượt tiêu hải, có một mảnh ba tấc đất sét vàng, đó chính là lối vào của Hoàng Tuyền. Đi từ Hoàng Tuyền xuống 26.000 dặm chính là địa ngục. Xuyên qua 18 tầng địa ngục thì mới có thể nhìn thấy Cửu U. Âm Vô Tà lắc đầu, thở dài một cái, tôi chưa từng nhìn thấy người đi ra sau khi đi vào nơi này. Tim Lý Dục Thần đập loạn, máu đồn lên nhanh chóng, hôi thúc muốn được gặp lại bố mẹ giờ đây đã xâm chiếm tâm trí anh, mài mòn lý trí của anh. Dường như Âm Vô Tà đã biết được suy nghĩ của anh, nói, không cần phải nghĩ nữa, tu vi của cậu có thể vượt qua tiêu hải là đã không tồi rồi. Không thế đi xuống Hoàng Tuyền được chứ càng không cần phải nói đến 18 tầng địa ngục. Cậu vẫn cứ nên thành thật, ngoan ngoãn ở nơi này để canh cửa thay tôi đi. Canh cửa thay ông, Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy chữ ủy thần cấm hành to đùng, ngay cả Hoàng Tuyền mà tôi còn không xuống được thì sao tôi có thể ngăn được những người ở bên trong muốn ra ngoài. Chuyện này cậu không cần phải lo lắng, Âm Vô Tà nói,
năm đó tiên ma đại chiến, thánh chủ cắt đứt núi Bất Chu, tiêu diệt Nhược Thủy, trói buộc Côn Luân, tự thành lập một thế giới riêng, từ đó mới có nhân gian thánh vực. Cánh cửa này thông đến thế giới biến, có pháp trận tối cao, đừng nói là những tiểu quỷ âm thần đó, ngay cả ma thần trong 10 phương địa ngục cũng đừng nghĩ đến việc có thể tùy ý vượt qua. Lý Dục Thần nghe xong thì sửng sốt không thôi. Âm Vô Tà lại nói thêm, đến đây, tôi dạy cậu lời thề của người gác cửa, bên trong lời thề ẩn chứa thần chú tối cao, có thể kích hoạt pháp trận nơi này và còn có thể mượn nó, để tu luyện cơ thể bất tử. Cơ thể bất tử? Sao rồi, động lòng chưa? Cái này thì có gì mà động lòng, tôi đã lịch kiếp trở thành tiên thiên, cũng có cơ thể bất. Ha ha ha, Âm Vô Tà cười lớn nói, cái của cậu gọi là trường sinh, không gọi là bất tử. Thế nào gọi là bất tử? Bất tử thực sự là không sinh không diệt, trừ khi thiên đạo hủy diệt, trở về hỗn độn. Không sinh không diệt. Lý Dục Thần dường như có hơi lĩnh ngộ nhưng vẫn còn thiếu một chút, giống như nhìn thấy ánh đèn qua lớp giấy dán cửa sổ vậy, sáng lờ mờ nhưng lại không thể nhìn rõ. Âm Vô Tà nói tiếp, chỉ có không sinh mới có thể không diệt. Con người có nỗi lo lớn nhất là vì có thân thể, còn không có thân thế thì còn lo gì nữa. Cho nên muốn bất tử thì trước tiên phải làm một người chết. Chẳng lẽ ông là người chết à? Lý Dục Thần có hơi kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của Âm Vô Tà. Âm Vô Tà không trả lời trực diện mà chỉ hờ hững nói, thánh nhân hành sự, ở ngoài thiên đạo thì tự mình mở ra pháp tắc, chỉ cần hoàng tuyền không cản, tôi sẽ mãi luân tồi, không sinh không diệt. Thế nào, động tâm rồi chứ? Lý Dục Thần suy nghĩ một lúc rồi cười nói, tôi hiểu rồi, ông đang giăng bẫy tôi. Có lẽ đúng như ông nói, ông là bất tử, luân hồi mãi mãi. Nhưng nếu ông muốn tôi thay cho ông thì chắc chắn đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì đâu. Âm Vô Tà nói, cậu tu hành cả đời, chẳng phải là vì trường sinh bất tử đế cùng tồn tại với thiên đạo sao? Lý Dục Thần lắc đầu, mục đích tu hành là để giải thoát, cái gọi là sáng nghe đạo, tối chết cũng không hối tiếc. Nếu không thế giải thoát không cùng xiềng xích trên người, vậy sống càng lâu chẳng phải là càng đau khổ lâu sao? Âm Vô Tà sửng sốt, trên mặt vô tình thoáng qua một tỉa đau đớn. Tên nhóc, nói nhiều vô ích, cậu đã vào đây rồi thì không thể do cậu quyết định được. Nói xong ông ta giơ tay lên, hư không tối tăm đột nhiên trở nên huyền ảo mơ hồ. Lý Dục Thần cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó giam cầm, không thể cử động được. Không gian chồng chất thành từng lớp, quanh co khúc khuỷu giống như một cục bùi nhùi xoắn lại vậy. Khuôn mặt của Âm Vô Tà ở khắp mọi nơi. Tên nhóc, bây giờ tôi dạy thần chú cho cậu, cậu hãy nghe cho kỹ đây. Tôi không học, chỉ cần tôi học, tôi sẽ trúng kế của ông rồi bị giam cầm ở đây, còn ông thì được tự do, đúng không? Cậu đúng là một người thông minh thì tốt, người thông minh học nhanh lắm, còn học hay không thì không phải do cậu quyết định, cậu chưa từng nghe đến một phương pháp tẩy não gọi là nhồi nhét cho vịt ăn sao? Ha ha ha! Âm Vô Tà cười rồi bắt đầu đọc thần chú. Lý Dục Thần cảm thấy mình biến thành một con vịt, hộp sọ bị mở ra, sau đó một đống thứ hỗn độn nhét vào. Đầu óc anh choáng váng, chỉ có tiếng thần chú vang lên, từng chữ của thần chú chớp nháy. Nhưng những câu thần chú này nghe rất quen thuộc, như thế anh đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi khiến anh có cảm giác thân quen. Không biết qua bao lâu, thần chú dừng lại, quang ảnh biến mất. Lý Dục Thần tỉnh lại, đầu óc ong ong. Anh phát hiện mình và Âm Vô Tà đã hoán đổi vị trí. Anh ngồi trên một mặt đất lạnh lẽo, Âm Vô Tà thì dựa vào cánh cống lớn băng đồng. Trên mặt đất vẽ những vòng tròn chồng lên nhau tạo thành một hình thù kỳ lạ có phần chói mắt. Lý Dục Thần ngồi ngay tại trung tâm của hình vẽ này. Anh muốn đứng dậy nhưng nhận ra mình đã bị giam cầm, không thể cử động được. Thần thức phát hiện ra xung quanh có vô số không gian hình cầu chồng lên nhau, mỗi quả cầu tương ứng với một vòng tròn trên mặt đất. Toàn bộ không gian giống như một mê cung khổng lồ, từng lớp chồng chất quanh có uốn khúc như thể kết nối với vô số thế giới. Cuối cùng Lý Dục Thần cũng hiểu tại sao nơi đây lại là ủy thần cấm hành. Bởi vì bất kỳ ai từ địa ngục muốn đi qua cánh cổng đến nhân gian thì đều phải đi qua vùng không gian này trước. Anh chỉ cần đọc thần chú là có thể nhốt chết đối phương, dù người đó là thần núi hay ác quỷ. Âm Vô Tà nhìn anh, dường như có hơi bất ngờ. Cậu học nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Nhớ lại trước đây tôi học thần chú này mất 3 năm, làm quen với trận pháp không gian này cũng mất 3 năm. Tôi tưởng ít nhất tôi phải ở với cậu thêm mười mấy năm nữa, không ngờ cậu lại vào trận nhanh như vậy. Xem ra, chỉ cần vài ngày nữa là thế điều khiến trận pháp rồi. Ông ta cười thoải mái, ha ha ha,
3.000 năm rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài. Lý Dục Thần mỉm cười, chưa chắc đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.